chương 1380, nhiều mặt nhầm vào. Có thể bị giam vào thành thanh mông tử, cái nào không phải giết người như ngóe. Lúc trước, bọn họ không biết điều này sẽ dẫn tới tiên vương xuất thủ, đem chính mình ném vào tử thành sao. Khẳng định sẽ nghĩ tới, nhưng, sau khi hỏa khí thăng lên, căn bản là không có cách tự điều khiển. Hiện tại Vân Thiên Nhược chính là tình huống này. Gã đã bị phẫn nộ hoàn toàn khống chế, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là giết thạch hạo, về phần sau đó tiên vương trả thù. Mặc kệ, gã đã không đi cân nhắc, chết đi, gã nén giận xuất thủ, uy thế liền hoàn toàn khác biệt. Trước đó gã mặc dù cũng xuất thủ, nhưng đều là đang bảo đảm cho thủ hạ của mình, căn bản không cần toàn lực ứng phó, nhưng bây giờ, gã nổi giận đến cực hạn, một kích liền đem chiến lực hoàn toàn thôi phát đi ra, muốn đem Thạch Hạo anh sát thành cặn bã. Thạch Hạo cười một tiếng, triển khai thuấn di, người đuổi theo ta đi. Hừ, người có thể có mấy tấm thuấn di phù. Vân Thiên Nhược cười lạnh, hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, dù sao hắn có tiểu tinh vũ, thuấn di lại không cần tiền, đừng nói 10 lần trăm lần, chính là cả một đời đều không có vấn đề. Hiu hiu hiu, hai đạo nhân ảnh cùng không ngừng mà xuyên thẳng qua tại tầng cuối của tử thành, nơi này quá lớn, liền để cho Ngọc Tiên xuất thủ đều là không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, nơi này chính là do tiên vương bố trí, đem toàn bộ đồ vật đánh vỡ nát cũng không có quan hệ, qua một đoạn thời gian liền sẽ tái tạo, hết thảy đều là trở về hình dáng ban đầu bất quá năm tên ngọc tiên khác vẫn là xuất thủ một chút miễn cho dư ba công kích đem thủ hạ của mình cũng oanh sát dù sao cơ sở của quyền lực chính là người không có thủ hạ quyền lực thì thể hiện như thế nào đâu nửa ngày một ngày hai ngày thời điểm đi vào giữa ngày thứ ba phân thiên nhược đều là có chút biến sắc tình huống như thế nào vì cái gì thạch hạo còn đang thuấn di người nhà thuấn di phù cũng quá là nhiều đi phải biết Tiên vương mặc dù có thể chế tác thuấn di phù, nhưng cái này dính đến không gian tiên tắc cao thâm, chính là tiên vương cũng phải tốn hao khí lực rất lớn, số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều đến không hợp thói thường. Nhưng Thạch Hạo đã dùng bao nhiêu tấm thuấn di phù, không có trăm vạn cũng phải năm mươi vạn đi, cái này hiện thực sao? Chẳng lẽ, trên người Thạch Hạo có một kiện bí bảo, có thể đưa đến công hiệu thuấn di? Thế nhưng là, thuấn di là năng lực đặc thù thuộc về tiên vương, chính là tiên vương khí, không có tiên vương vận chuyển cũng không kích phát được cho nên lại có thể cung cấp cho Thạch Hạo năng lực Thuấn Di đâu? Quái, thật sự là quá quái lạ. Thế nhưng là đã hai ngày a, à, gã vẫn là không có đem Thạch Hạo cầm xuống, cái này khiến gã làm sao chịu nổi. Từ giờ trở đi, thời gian mỗi khi kéo lên một khắc, trên mặt của gã liền sẽ tối tăm một phần. Thế nhưng là đối mặt với Thuấn Di, gã thực sự một chút biện pháp cũng không có. Chẳng lẽ muốn buông tha Thạch Hạo như thế? Tuyệt đối không được. Năm vị đạo hiếu, xin giúp ta một chút sức lực. Gã hướng năm tên Ngọc Tiên khác xin giúp đỡ, chỉ cần 6 người liên thủ, vậy nhất định có thể cầm xuống Thạch Hạo. Dù sao, ở chỗ này tiểu tinh vũ của Thạch Hạo cũng nhận lấy áp chế, phạm vi thuấn di nhỏ đi, cho nên, chỉ cần 6 tên Ngọc Tiên liên thủ, nhất định có thể phong kín Thạch Hạo. Lão Vân, chuyện này không có quan hệ cùng bọn ta, cũng không nên đem chúng ta đều lôi xuống nước. Một tên Ngọc Tiên lập tức nói ra, Thạch Hạo là ai, tuyệt đối là hậu nhân của Tiên Vương, cho nên, nếu bọn họ xuất thủ, vậy sau này tiên vương chạy tới hương sư vấn tội, bọn họ cái nào lại có thể từ chối được. Vân Thiên Nhược cắn răng, gã có thể bỏ ra cái giá gì, để năm người này giúp gã đâu. Không có, có cái gì có thể trọng yếu hơn tính mạng của mình đâu. Năm vị tiền bối, nếu các ngươi xuất thủ, tại hạ có thể trở về mời gia phụ xuất thủ, hướng Nguyễn Hải tiên vương cầu tình, thả chư vị đại nhân rời khỏi nơi này. Một thanh âm đột nhiên vang lên, là chư hạo thiên, gia phụ vân hải tiên vương, ở trong tiên vương cũng là người nổi bật, mặt mũi của người, tin tưởng Nguyễn Hải Tiên Vương là nhất định sẽ cho. Chư Hạo Thiên còn nói thêm, lần này, đừng nói Vân Thiên Nhược phấn chấn, chính là năm tên Ngọc Tiên khác cũng là dục dịch. Đề nghị này, quá làm cho bọn họ tâm động, sau khi bị giam vào nơi này, tâm nguyện lớn nhất là cái gì? Rời đi, cho nên, lời này của Chư Hạo Thiên, tự nhiên là trực kích mệnh môn của họ. Hơn nữa, Thạch Hạo kẻ này, mẹ hắn chính là Huyền Băng Tiên Vương, tại trong tất cả Tiên Vương chính là tồn tại hạng chót chư hạo thiên tiếp tục nói cho nên chư vị ngày sau chỉ cần đợi tại vân hải tiên vực hoàn toàn không cần lo lắng huyền băng tiên vương trả thù từ góc độ của gã mà nói đây đương nhiên là lời nói thật huyền băng tiên vương luôn luôn điệu thấp hơn nữa lúc trước cũng xác thực không địch lại tam mục tiên vương mà là dựa vào mấy tiên vương khác trợ giúp mới đưa tam mục tiên vương xua đi nhưng ai cũng sẽ không biết kỳ thật thực lực chân chính của huyền băng tiên vương vô cùng kinh khủng nàng đạt được bí pháp của một vị tiên tôn Tu Vạn Hóa Thiên Công, Hóa Thân đều là tu luyện đến cấp bậc cửu tinh, hơn nữa không chỉ một vị. Vị Tiên Vương cường đại này, đoán chừng một cái có thể đỉnh 10 cái, còn là cái chủng loại mạnh nhất kia. Thật muốn trêu điên lên nàng, phía dưới Tiên Tôn, nàng đoán chừng là vô địch, ngươi nhìn, ngay cả Trương Thiên Dục lúc trước cũng chỉ có phần bỏ trốn mất dạng, phải biết, y chính là Tiên Vương cửu tinh, hơn nữa còn là đồ đệ của Tiên Tôn. Đáng tiếc, không có ai biết, mà Thạch Hạo dù biết hắn cũng không hứng thú nói nói những người này có tin hay không có lẽ tiên vương sẽ tin nhưng càng là người thực lực thấp thì càng sẽ không tin tưởng loại lời nói hoang đường này thạch hạo hướng về phía chư hạo thiên nhìn sang trước đó đã cảm thấy người này không có cái độ lượng gì hiện tại lại nhìn gia hỏa này thật sự là lòng dạ hẹp hòi ngọc tiên hẳn là cuối cùng của gã tuyệt không có khả năng dảo bước tiến lên tiên vương sáu vị đại nhân tại hạ hư vô nguyệt gia phụ là thanh hỏa tiên vương Tại hạ cùng với thạch hạo thạch huynh chính là hảo hiếu, vẫn xin chư vị đại nhân cho chút thể diện, như vậy bỏ qua. Lại một thanh âm truyền đến, thật sao, sáu người vân thiên nhược không khỏi lại do dự, vân hải tiên vương tuy như bức, nhưng, nếu hai đại tiên vương đồng loạt ra tay, còn có thể giữ được bọn họ sao? Lại nói, vân hải tiên vương lại sẽ liều chết bảo đảm bọn họ sao? Chư hạo thiên chỉ là nói một câu mà thôi, vị tiên vương này liền muốn không thèm đếm xỉa bảo đảm bọn họ. Chuyện không thể nào, cho nên, Câu nói này của hư vô nguyệt tương đương tạt một chậu nước lạnh cho bọn họ. Chư hạo thiên tự nhiên giận dữ, hướng về phía hư vô nguyệt nhìn sang. Người con mẹ nó, liên quan gì đến ngươi, lúc này mở cái gì miệng. Hư vô nguyệt không sợ, ngươi là con của tiên vương, ta cũng vậy a, à, ai sợ ai. Tại hạ cảnh vô ảnh, chính là hậu nhân của tam mục tiên vương, muốn mời sáu vị đại nhân cứ việc xuất thủ, nếu huyền băng tiên vương nổi lên mà nói, tiên vương nhà ta tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Tên truyền nhân tiên vương thứ tư mở miệng, mẹ nó náo nhiệt đám sáu tên ngọc tiên vân thiên nhược đều là muốn nhe răng nhìn thạch hạo một chút người nhà đến cùng là nhận người hận đến cỡ nào a à? hiện tại lại có từng người từng người truyền nhân tiên vương nhảy ra nhằm vào ngươi thạch hạo nhìn cảnh vô ảnh một chút đối với chuyện người này bỏ đá xuống giếng hắn cũng không có cảm thấy chấn kinh hắn cùng tam mục nhất mạch oán hận rất sâu rất sâu giết hậu nhân của tam mục tiên vương là một nguyên nhân còn có tam mục tiên vương tự mình xuất thủ đều là thất bại tan tác mà quay trở về mặt mũi bị hao tổn, cái này tự nhiên cũng muốn trách đến trên đầu thạch hạo. Cho nên, hắn đối với cảnh vô ảnh nhầm vào không hề bận tâm. Giết chính là được, chương 1381, liên thủ vây giết. Làm người trong cuộc chân chính, thạch hạo ngược lại 10 phần trầm mặc. Hắn ngược lại muốn xem xem, có bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần muốn đối phó với chính mình. Tại Hạ Hồ Long, chính là hậu nhân của vạn hóa tiên vương. Tại lúc sáu đại ngọc tiên trần chờ không chừng, quả nhiên lại có truyền nhân tiên vương mới nhịn không được mà nhảy ra, sáu vị tiền bối cứ việc xuất thủ, tại hạ cũng sẽ thuyết phục tiên vương nhà ta, làm chỗ dựa thay sáu vị đại nhân. Hồ Long, Thạch Hạo nhìn sang, lúc trước Hồ Long động lệch đầu óc đối với Lâm Chi Tuệ, muốn chơi một chút, kết quả ở trước mặt hắn đụng một cây đinh, nguyên lai ra hỏa này một mực ghi nhớ mối hận, hiện tại chờ đến cơ hội thì rốt cục phát tác. Huyền băng tiên vương mặc dù là hộ con cuồng ma, nhưng tại trong mắt của tất cả mọi người, nàng chính là tiên vương yếu nhất, chỉ ít cũng là một trong. Cho nên, cũng không cần sợ hãi quá mức. Ha ha, thạch hạo người này cũng đã giết qua sáu vị hậu nhân hoặc là đệ tử của tiên vương, cho nên, các vị đại nhân cần gì phải để ý, hắn, còn có huyền băng tiên vương phiền phức có thể lớn tới đâu. Hồ Long tiếp tục nói, vạch trần nội tình của thạch hạo. Lúc trước thạch hạo tham gia bí cảnh thiên hạ vô song, một hơi giết năm tên truyền nhân tiên vương đám hàng đông kỳ, dẫn tới tiên vương đều là xuất động, lại không cách nào tiến vào bí cảnh, mà Thạch Hạo lại ở bên trong chờ đợi 5 năm, thành công hao tổn tiên vương đi. Hồ Long còn không biết, về sau Thạch Hạo lại đem Lâm Hoành Đạo, Hàn Tiêu làm thịt rồi, số lượng tiên vương đắc tội lại há chỉ có 6 cái đâu. 6 tên ngọc tiên đám vân tiên nhược nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ nhìn xem Thạch Hạo, giống như nhìn chằm chằm một con quái vật. Ngươi nha, thật sự là mãnh liệt a. À, Truyền nhân tiên vương cũng dám giết, hơn nữa không chỉ giết một cái truyền nhân tiên vương mà là dòng rã sau cái tìm đường chết cũng không phải làm như vậy đó a à. ngại chết không đủ thống khoái cho nên muốn để sáu vị tiên vương đồng loạt ra tay vấn đề là thạch hạo hiện tại thế mà còn sống cái này không thể không nói thật sự là một cái kỳ tích cực lớn tâm lý của vân thiên nhược đột nhiên cũng thăng bằng rất nhiều bởi vì thạch hạo không chỉ là đối gã ngay cả tiên vương đều đối hơn nữa còn là sáu vị vậy nếu mà so sánh gã đây tính toán là cái gì đâu cái này là một cái cơ hội gã hướng về phái năm tên ngọc tiên khác nhìn lại chỉ cần đem thạch hạo giết bọn họ liền có cơ hội rời khỏi tử thành từ đây vượt qua cuộc sống tự do tự tại với đám tù phạm như họ mà nói còn có dụ hoặc càng lớn hơn cái này sao tốt liên thủ đánh giết kẻ này có ngọc tiên tỏ thái độ có thể đi năm ngọc tiên khác tuần tự gật đầu kể từ đó thế liên thủ đã thành thạch hạo thở dài lần này hắn thực sự không có làm gì a à, chỉ là hắn tại sao lại thành nơi cho chúng mũi tên chỉ tới, bị người vây công đâu. Chẳng lẽ, hắn thực sự tự mang hào quang cừu hận thêm trào phúng. Cái kia, thì tới đi, thạch hạo chỉ vào đám người, tới đi, hôm nay dám ra tay với ta, ngày sau ta cũng sẽ tìm từng cái các ngươi để tính sổ sách. Liền xem như truyền nhân tiên vương thì như thế nào, dám ra tay với hắn, vậy nhất định chỉ có một con đường chết. Ba người chư hạo thiên, cảnh vô ảnh, hồ long đều là cười lạnh, đầu tiên, Ngươi tám chín phần 10 sẽ chết ở chỗ này, thứ hai, coi như người may mắn còn sống ra ngoài, người lại có thể giết được chúng ta sao? Cùng là truyền nhân tiên vương, coi là dễ giết như vậy sao? Chư hạo thiên càng là ngạo nghễ, thực lực của gã còn ở trên thạch hạo, chỉ là thạch hạo có được thuấn gì mà thôi, mới không có bị gã chém giết, lại dám hướng gã xuất khẩu cuồng ngôn, thật sự là vô tri. Tốt, bản thiếu chờ ngươi, gã cười nói, oanh, một bên khác, sáu đại ngọc tiên đã là xuất thủ. Nếu quyết định, Bọn họ cũng không do dự nữa, quả quyết xuất thủ. Có thể tu thành Ngọc Tiên, cái nào sẽ là người do dự? Thạch Hạo triển khai Thuấn Di, nhưng lần này hắn là hướng lên bầu trời mà đi. Hiu hiu hiu, sau mấy lần, hắn đã là đứng ngạo nghễ tại trên không trung, khinh thường nhìn đám người. Nếu như là tại bên ngoài, Ngọc Tiên đương nhiên lập tức liền đuổi theo, nhưng ở nơi này, có thủ đoạn Tiên Vương áp chế, bất kỳ người nào cũng đều không thể phi hành, cho nên, chúng Ngọc Tiên chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn lên Thạch Hạo. Thế nhưng là, người phải dùng thuấn di phù một mực đợi tại trên trời, không xuống sao. Chúng ngọc tiên đều là cười lạnh, cái này muốn tiêu hao hết bao nhiêu thuấn di phù. Nhưng mà, trên bầu trời giống như có cái gì dựa vào, thạch hạo cứ như vậy đứng ngạo nghế, căn bản không có ý tứ rơi xuống. Cái này, tất cả mọi người chắt lưỡi, chuyện gì xảy ra đâu, người thế nào cũng không xuống dưới. Đến A, à, đừng khách khí, thạch hạo hướng về sáu đại ngọc tiên ngoắc, nhìn thạch hạo đắc chí sáu đại ngọc tiên đều là tức giận đến nghiến răng nhưng mà bọn họ không cách nào phi hành lại hận thì có thể thế nào thạch hạo lắc đầu thổi nửa ngày nguyên lai đều là đám tôm chân mềm ta lại chờ các ngươi mười hơi thời gian lại không ra tay ta liền đi sáu đại ngọc tiên ai cũng muốn phẫn nộ nhưng bọn họ càng thêm chấn kinh thạch hạo đến cùng là lấy biện pháp gì phá giải thủ đoạn của tiên vương lại có thể phi hành thật sự là một đám phế vật không bồi các ngươi chơi thạch hạo lắc đầu Đạp thiên mà đi, sáu đại ngọc tiên đuổi một đoạn đường, lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Người ta ở trên trời không xuống, bọn họ có thể thế nào? Không sao, tiểu tử này còn muốn tìm kiếm tín vật của Tiên Vương, cho nên hắn nhất định sẽ xuất hiện. Mệnh của hắn chính là chìa khóa để chúng ta rời khỏi nơi này. Tất sát, sáu tên ngọc tiên nhìn xem lẫn nhau, đều là kiên định tâm giết chết Thạch Hạo. Rời khỏi nơi này, đây là chấp niệm lớn nhất của họ. Sau khi vứt bỏ truy binh, thân hình thạch hạo rơi xuống đất sau đó hắn liền biến thành một người khác giới tử tu di thuật hắn mỉm cười tùy ý mà đi nơi này to đến kinh người trời mới biết nguyễn hải tiên vương đem đồ vật để ở nơi đâu chỉ có thể tìm tòi từng chút xíu một vị này chuẩn nhạc phụ cũng thật là ta cùng ngươi nữ nhi lưỡng tình tương duyệt ngươi còn muốn khảo nghiệm cái gì a à? thiên phú võ đạo của ta nghiêu bức như vậy tương lai khẳng định có thể bảo hộ mạn mạn ngươi liền yên tâm trăm phần tốt trong lòng đậu đen rau muống Thạch Hạo đã làm mở tiểu tinh vũ, tìm kiếm từng tấc từng tấc. Hắn hiện tại đã hoàn toàn cải biến bộ dáng, ngay cả khí thức đều là đại biến, cho nên, bất kỳ người nào cũng đều không thể nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Trong lòng Thạch Hạo tự nhiên có một cuốn sách nhỏ, đem tất cả người muốn giết đều là ghi tạc ở phía trên, chỉ cần thực lực của hắn đủ rồi, liền đi tính sổ sách một cái tiếp một cái. Một ngày này, không cần bao lâu, một bên tìm kiếm, Thạch Hạo một bên luyện hóa tiên dược, theo dự chữ càng ngày càng ít, Tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao, chỉ là khuyết thiếu đầy đủ áp lực, tiến cảnh của hắn liền không coi là nhanh mấy. Dòng rã nửa năm sau, hắn mới xông lên Thất Tinh đỉnh phong. Cái thành tích này đủ để hù chết người, nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy chậm. Tín vật của Tiên Vương vẫn là không hiểu ra sao, nhưng Thạch Hạo đã có tư cách trùng kích bát tinh. Bất quá, nơi này là tử thành, bị Tiên Vương lấy thủ đoạn đặc thù áp chế, có thể đột phá sao? Thử một chút đi, Thạch Hạo bắt đầu trùng kích bát tinh. Sau đó hắn liền phát hiện giữa mình cùng tiên tắc tồn tại một loại ngăn cách, có thể vận dụng, lại không cách nào chân chính hóa thành của mình. Cho nên, không có cách nào. Vậy liền ra ngoài, bởi vì hình dáng tướng mạo, linh hồn đều là hoàn toàn khác biệt, trên đường đi hắn thông suốt không trở ngại, hơn nữa cũng không cần tìm kiếm, tốc độ của hắn đương nhiên nhanh. Những người khác phải xuyên qua thông đạo ở giữa hai tầng 10 phần khó khăn, hắn lại là dễ dàng, chỉ là một ngày sau, hắn liền từ trong tử thành đi ra ngoài chương 1382, đi lại đến. Bất quá, trong tử thành có địch nhân, bên ngoài tử thành cũng cũng giống như thế. Ngọc tiên của hạ gia, cuồng lãng tông đều ở bên ngoài trông coi hắn, thấy có người đi ra, lập tức liền đem ánh mắt quét tới. Thạch hạo cười ha ha một tiếng, triển khai thuấn di, nhẹ nhóm phá vây mà đi. Sau khi vứt bỏ những ngọc tiên này, thạch hạo liền bắt đầu đột phá bát tinh. Cái này vẫn không có độ khó bao lớn, hắn rất nhẹ nhàng liền bước đi qua chiến lược thập ngũ tinh, hiện tại, hắn rốt cuộc có thể miễn cưỡng địch nổi ngọc tiên yếu nhất, lại thêm tiên vương khí mà nói, chiến lực của hắn thậm chí cao tới thập thất tinh, có thể không sợ bất luận cái truyền nhân tiên vương gì. Chư Hạo Thiên, nếu hai người tái chiến, Thạch Hạo có thể chính diện đem Chư Hạo Thiên oanh đến chết ưu thế của tiên vương khí, lại thêm thể phách của hắn, đã là nghiêu bức như thế. Đáng tiếc, Chư Hạo Thiên cũng không phải là đồ đần, chắc chắn sẽ không cùng hắn làm đến cùng như thế. Không quan trọng, hắn chỉ cần lại đem tu vi tăng lên một ô, vậy giết chư hạo thiên liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà khi tu vi của hắn cũng đánh vỡ cực hạn, vậy giết chư hạo thiên càng là giống như đi chơi. Ai, mặc dù hắn có thể địch nổi ngọc tiên yếu nhất, nhưng bởi vì không cách nào vận dụng minh ngọc tiên tắc, liền không cách nào đem tiên vương khí thôi phát ra uy năng cấp ngọc tiên, bằng không hắn liền có thể có được chiến lược ngọc tiên tam tinh. Đương nhiên, hắn có thể, vậy chư hạo thiên tự nhiên cũng vậy, truyền nhân tiên vương muốn sớm có một kiện minh ngọc tiên khí thì hoàn toàn không có vấn đề. Còn có ngọc tiên của hạ gia, cuồng lãng tông, chờ hắn đột phá ngọc tiên, đem bọn người toàn bộ quét ngang. Thạch hạo lần nữa tiến vào tử thành, có được thuấn di, ngọc tiên cũng vô pháp ngăn cản hắn lại nói, những ngọc tiên kia lại thế nào biết hắn chỉ là đi ra hít thở không khí một chút, rất nhanh lại sẽ trở về đâu. Cho nên, thạch hạo dễ dàng liền tiến vào tử thành, lần nữa hướng về tầng dưới chót mà đi. Một ngày sau, mới tới, biết quy củ sao? Một tên nam tử gầy cao mang theo mấy cái tiểu đệ vây quanh, muốn tự do hoạt động trên địa bàn các ngọc tiên đại nhân, người cần giao nộp phí tổn. Thạch hạo mỉm cười, người có biết hay không, người trước đó nói với ta lời như vậy, đã chết rồi. Có ý tứ gì, nam tử gầy cao mặt mũi tràn đầy mờ mịt, người cái ngân linh tiên này cuồng cái gì mà cuồng. Thạch hạo lại cười một tiếng, lộ ra chân dung, mẹ nó, nam tử gầy cao lập tức bị dọa đến tái mặt, là thạch hạo, sát tinh kia. Người ta thế nhưng là ngay cả truyền nhân Tiên Vương cũng dám làm thịt, chính là sáu vị Ngọc Tiên đều là không có cách bắt hắn, đáng sợ đến trình độ nào. A, à, hắn không phải hẳn là ở ngay chỗ này sao, tại sao sẽ từ phía trên xuống tới đâu? Chạy, nam tử gầy cao lập tức xoay người bỏ chạy, một bên lớn tiếng nói: "Các vị Ngọc Tiên đại nhân, người các người muốn tìm." Bành, sau một khắc, cả người gã liền hóa thành huyết vụ, không còn tạm biệt. Mấy tiểu đệ kia cũng không có cơ hội kêu cứu, ngay sau đó đã hóa thành huyết vụ thạch hạo lập tức tuấn di bỏ chạy hắn tiếp tục đại nghiệp tìm kiếm hắn chân trước vừa đi chân sau sáu tên ngọc tiên liền toàn bộ xuất hiện là tiểu tử kia kỳ quái hắn là lúc nào chạy tới nơi này ngay cả các loại thần thức đều có thể giấu giếm được tiểu tử này tất có nắm giữ một môn thủ đoạn ẩn tàng khí thức truyền nhân tiên vương có được thủ đoạn như vậy rất bình thường đáng chết cái này còn thế nào tóm được hắn sáu tên ngọc tiên đều là gặp khó khăn đặt ở phía ngoài mà nói Bọn họ tự tin có thể tùy tiện cầm xuống Thạch Hạo, bởi vì ngươi bay ta cũng có thể bay, hơn nữa bay nhanh hơn ngươi, cao hơn ngươi, nhưng ở nơi này, ha ha. Vấn đề là, bọn họ giết không được Thạch Hạo mà nói, liền không có cơ hội rời đi, mà không rời đi mà nói, lại giết không được Thạch Hạo, cho nên cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Tiểu tử kia muốn tìm tín vật của Tiên Vương, cuối cùng vẫn là muốn hạ xuống đất. Chúng ta bắt đầu khu trục người nơi này, vậy người còn ở lại. Khẳng định chính là tiểu tử kia. Liên theo chuyến này sáu đại ngọc tiên bắt đầu thanh tràng chẳng cần biết ngươi là ai cho dù là thủ hạ của bọn họ cũng đều bị đuổi ra ngoài mà ở trong quá trình xua đuổi bọn họ đương nhiên cũng sẽ nghiêm ngặt phân biệt thân phận của mỗi người sẽ không để cho thạch hảo thừa cơ chạy đi dù là có truyền nhân tiên vương không nguyện ý nhưng cũng không chịu nổi ngọc tiên cứng rắn đuổi tại trong tử thành này sáu đại ngọc tiên hoàn toàn xứng đáng là vương giả dù ai cũng không cách nào tranh phong cùng bọn họ người càng ngày càng ít Thật giống như đem một cái hồ nước rút khô, cá bên trong dù có biết ẩn tàng hơn, cũng không thể không bạo lộ ra. Thạch Hạo một mực lưu tại nơi này, hắn đương nhiên không sợ sáu đại ngọc tiên tìm tới chính mình, lúc trước hắn chính là từ trong vòng vây của những ngọc tiên này xông ra, nhưng không có những người khác làm che lấp, hắn còn thế nào an tâm tìm kiếm đâu? Cái này lại muốn làm sao phá giải đâu? Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cũng không có tìm ra biện pháp tốt. Nhưng mà, người nơi này càng ngày càng ít, Thạch Hạo cũng biến thành đột xuất lên ngươi tới có một ngọc tiên rốt cục để mắt tới thạch hạo thạch hạo mỉm cười cất bước một cái lập tức biến mất không thấy gì nữa tiểu tử kia ở đây cái ngọc tiên kia kêu to nhưng mà khi năm tên ngọc tiên khác chạy đến thạch hạo đã đạp thiên rời đi không có cách sáu tên ngọc tiên đành phải tiếp tục xua đuổi dù sao bọn họ đời này đều muốn bị vây ở chỗ này với bọn họ mà nói chính là tìm tới một trăm năm một vạn năm bọn hốc cũng sẽ không để ý nhưng mà Thạch Hạo lấy ở đâu ra nhiều thời giờ như vậy? Tín vật của tiên vương A, người đến cùng giấu ở nơi nào đâu? Lại là một tháng trôi qua, Thạch Hạo đã bị bước đến mức chỉ có thể đợi ở trong bầu trời, vừa rơi xuống đất, sáu đại ngọc tiên liền sẽ lập tức xông lại. Ngay tại thời điểm Thạch Hạo vô kế khả thi, ầm ầm, toàn bộ tử thành đều là phát ra động tĩnh lớn, giống như muốn sụp đổ. Đương nhiên không phải sập, mà là đến phải hóa thành phế tích, lại lần nữa trở về thời điểm nguyên giảng. Oanh, núi lửa đại phun trào, nham tương cuồn cuộn như là hồng thủy tuôn ra khắp nơi mà từng tầng từng tầng mặt đất nứt vỡ thượng tầng nham tương cũng là cuồn cuộn mà xuống đem nơi này biến thành địa ngục trần gian nham tương này quá kinh khủng chính là ngọc tiên đụng tới một chút cũng phải bị trọng thương những người khác càng là chạm thử liền chết thủ đoạn của tiên vương chính là bá đạo như vậy bởi vậy toàn bộ tử thành đều là hỗn loạn tương bừng tất cả mọi người là gà bay chó chạy vì tính mệnh của mình mà chạy thạch hạo lại là không hoảng hốt cũng không loạn hiện tại bên trong tử thành gần như toàn bộ sụp đổ vừa vặn cho hắn cơ hội tiến hành quan sát món tín vật của tiên vương kia đến cùng giấu ở chỗ nào mặt đất lật lên giống như dưới đáy cất giấu một con rồng đất tại ủi động mặt đất tùy tiện đem nó lật tung hả thạch hạo bỗng nhiên bắt được một vệt ánh sáng đó không giống bình thường vầng sáng màu trắng noãn chấp động cùng nơi này hoàn toàn có sắc thái khác biệt cái này chính là tín vật của tiên vương sao mặc kệ trước lấy tới tay rồi lại nói Thạch Hạo lập tức thả người bay đi, hướng về phía đồ vật kia bắt tới. Nhưng mà, nham tương sôi trào từ trên bầu trời rội rơi xuống, giống như đang cố ý làm khó hắn. Thân hình Thạch Hạo chấp liên tục, kiên định không thay đổi hướng theo mục tiêu mà đi. Ông, lúc này, hắn cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ bao trùm tới. Ngọc Tiên, vô số đá vụn từ trên trời giáng xuống, để Ngọc Tiên hoàn toàn có thể dẫm lên mà sông lên trời. Cho nên, hiện tại có thể ngao du ở trên bầu trời, liền không chỉ có một mình thạch hạo. chương 1383, kiềm chế lẫn nhau. Ngọc Tiên, không thể địch nổi, thạch hạo không lo được lại đi lấy món đồ này, vội vàng trốn tránh. Chết đi, tên Ngọc Tiên kia lạnh lùng nói ra, dương tay hướng về phía thạch hạo chụp tới. Thạch hạo thuấn di một cái để né tránh, thản nhiên nói, từ lúc nào Ngọc Tiên cũng thành chó săn người khác, phải nghe mệnh lệnh của người để hành sự. Trong một vực, chỉ có tiên vương mới có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng tiên vương cơ bản không xuất thế, ngọc tiên chính là tồn tại trí cao vô thượng cho nên hiện tại sáu đại ngọc tiên này thế mà nghe theo mấy cái kim nguyên tiên phân phó thật sự là có thể cười chết người cái ngọc tiên kia không khỏi sầm mặt lại gã thu được hy vọng thoát khỏi tử thành đây là sự tình một mã nhưng nghe theo mấy cái kim nguyên tiên chỉ huy đó cũng là sự thật cho nên gã không thể cãi lại nhưng bị người bóc trần vết sẹo tự nhiên buồn bực thẹn gã không để ý đến chỉ là lần nữa đưa tay hướng về phía thạch hạo chộp tới thế nào bị ta nói chúng không lời có thể nói sao thạch hạo cười nói thân hình lần nữa né tránh oanh tên ngọc tiên này lại một lần nữa công kích thất bại trên mặt của gã có chút khó coi hiện tại rõ ràng là cung cấp cơ hội cho gã để gã có thể bay lên trời đuổi bắt thạch hạo thế nhưng là thuấn di phù của đối phương cũng quá là nhiều để gã quả thực im lặng hưu thân hình thạch hạo vừa hiện bỗng nhiên đấm ra một quyền lực lượng thập ngũ tinh sôi trào lúc này một cái cự trảo màu đen cũng lặng yên hiển hiện Cùng lực quyền của Thạch Hạo sinh ra va chạm lớn. Mà nếu không có Thạch Hạo kịp thời oanh ra một quyền, một chảo này khẳng định phải đem hắn cả người đều là bắt lấy. Lực lượng thập ngũ tinh đã so sánh được với Ngọc Tiên yếu nhất. Bởi vậy, dưới một kích Thạch Hạo tuy vẫn bị đánh bay ra ngoài, nhưng một chảo này cũng thất bại, không thể cạnh công. Thân thể Vân Thiên nhược hiện ra, trên mặt của gã mang theo vẻ kinh ngạc, một kích này thế mà không thể cầm xuống Thạch Hạo, để gã cảm thấy có chút khó tin cho dù chiến lược của ngươi có thể so sánh với ngọc tiên yếu nhất nhưng ta lại là tứ tinh a tứ tinh đối đầu với nhất tinh vậy hẳn là nghiền ép tuyệt đối nhưng thạch hảo thế mà chỉ là bị đánh bay đây là lực phòng ngự kinh khủng bực nào thạch hảo ổn định thân hình chỉ cảm thấy trong người một mảnh bốc lên khó chịu không gì sánh được ngọc tiên chính là ngọc tiên a dù là hắn yêu nghiệt như thế nhưng tranh lệch một cái đại cảnh giới lại như cũng chỉ có phần bị trà đạp rút lui hắn không còn ham chiến thế sáu đại ngọc tiên liên thủ đã thành hắn bằng vào thuấn di mặc dù có thể không ngại nhưng cũng không thể tại trong vòng vây sáu người này dùng sức giày vò a phải biết nơi này cũng là áp chế phạm vi của tiểu tinh vũ gia tăng thật lớn độ khó cho thạch hạo xoát đúng lúc này một bóng người xuất hiện chư hạo thiên gã thay thế thạch hạo hướng về vật phát sáng kia chụp tới không chỉ là gã mấy người hồ long cảnh vô ảnh cũng nhao nhao theo vào hướng về tia sáng kia bắt tới thạch hạo có thể phát hiện thứ này những người khác cho dù phản ứng phải chậm hơn một chút, nhưng, truyền nhân tiên vương có cái nào không phải là kỳ tài ngất trời. Cút ngay, là của ta, đều tránh ra cho ta, những người này một bên gia tốc, một bên thì là hướng về những người khác triển khai công kích không khác biệt, chàng diện lập tức loạn cả một đoàn. Trong chúng nhân, lấy chư hạo thiên là cường đại nhất, gã là tu vi thập nhị tinh, chiến lực thập ngũ tinh, lại thêm đã đem tiên khí cho tế ra, đủ để đánh ra chiến lực thập thất tinh. Đây là sự tình kinh khủng bực nào dưới một kích, người người tránh đi, cũng không phải nói, gã chính là thiên tài nhiêu nhất toàn trường, nhưng, có thể tu đến thập nhị tinh, trên thiên phú muốn so với gã yếu hơn, chỉ có chiến lực thập tứ tinh, mà thiên phú không kém gì gã, như hư vô nguyệt, thì tại trên tu vi không kịp. Cho nên, chư hạo thiên phảng phất như một tôn chiến thần, chỉ có gã khắp nơi xua đuổi người, có phong thái vô địch. Bất quá, thiên tài nơi này thực sự nhiều lắm, dù chư hạo thiên mạnh hơn, nhưng nhiều lắm chính là một cái đánh bốn cái, một khi bị người vây đánh, gã cũng chỉ có phần nhượng bộ. Bởi vậy, phía dưới kiềm chế lẫn nhau, đồ vật phát sáng kia cũng không có một người đắc thủ. Băng phong khiếu, chư hạo thiên hét lớn một tiếng, đẩy ra một trường, vô tận phong tuyết cuốn lên, hóa thành công kích đáng sợ như thủy triều. Đây là một cái siêu cấp đại chiêu, lập tức, người người đều là lui, không dám tranh phong mang của nó. Chư hạo thiên lộ ra một vòng thần sắc cố hết sức, đại chiêu này có uy lực cực kỳ lớn, càng đem tất cả mọi người bước lui, nhưng, Gã cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, gã lập tức lấy lại tinh thần. Hiện tại, không người nào có thể ngăn cản gã. Xoát, gã đưa tay hướng về phía đồ vật phát sáng bắt tới. Bành, nhưng mà, lúc ngón tay của gã vừa muốn chạm đến mục tiêu, lại cảm thấy thân thể nhất trọng đã là bị người ngạnh sinh sinh đụng bay ra ngoài. Chỉ kém chút xíu, gã cùng đồ vật phát sáng kia đã bỏ lỡ cơ hội. Thạch Hảo, người xuất thủ kia là Thạch Hảo. A, à, Trư Hạo Thiên phát ra tiếng gầm thét càng là không thể tin được thạch hảo tại phía dưới sáu tên ngọc tiên bao vây chặn đánh thế mà còn có thể trốn tới cũng tại thời điểm mấu chốt nhất cho gã một đòn sáu tên ngọc tiên kia đều là phế vật sao gã ở trong lòng giận mắng nhưng đương nhiên không dám nói ra miệng bằng không mà nói vạn nhất chọc giận ngọc tiên trực tiếp đem gã ấn chết dù là ngày sau tiên vương sẽ báo thù cho gã nhưng vậy thì có ý nghĩa gì chứ thạch hảo thì là cười nhạt một tiếng nhìn cũng không nhìn chư hảo thiên một chút cũng là đưa tay hướng về phía vật phát sáng kia chộp tới. Ông, khí thế cường đại cuốn qua, Ngọc Tiên cũng là xuất hiện, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra công kích. Thuấn Di chỉ có thể cho tranh thủ một đường thời gian cho Thạch Hạo, tốc độ của Ngọc Tiên đó là nhanh bực nào, tự nhiên liền giết tới trước tiên, không cho Thạch Hạo có cơ hội cướp đoạt sự vật kia. Không có cách, Thạch Hạo chỉ có thể trốn tránh, như vậy liền tạo thành một cái tuần hoàn, Thạch Hạo muốn lấy đi, có Ngọc Tiên cản trở, những người khác muốn lấy đi, địch nhân kia còn nhiều rất nhiều, còn có thạch hảo tại thời điểm mấu chốt nhất lại bổ đao, cho nên, chàng diện hỗn loạn thành một đoàn, dù ai cũng không cách nào cướp đoạt đi vật kia. Bất quá, tử thành này sụp đổ chẳng lẽ sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Chuyện không thể nào, rất nhanh, tất cả đá vụn đều rơi xuống đất, mặc dù toàn bộ tử thành cũng hóa thành một vùng phế tích, nhưng chàng diện lại là ổn định lại. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, tử thành tại dưới tác dụng của một sức mạnh hay là quy tắc kỳ dị, trong nháy mắt liền hoàn thành gây dựng lại. Một tầng lại một tầng, một gian phòng ốc lại một gian phòng ốc, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồ vật phát sáng kia đâu? Trong đầu thạch hạo trong nháy mắt tung bay qua vô số hình ảnh, hắn đang định vị tử thành sau khi gây dựng lại, món đồ kia sẽ bay về phía tầng thứ mấy. Cái thứ kia nhanh đến mức lóe lên liền biến mất, nhưng thạch hạo vẫn có thể bắt được một chút dấu vết để lại. Tầng thứ 5, có thể là tầng thứ 6. Hưu, thạch hạo lập tức động, hắn có thể dẫm lên trời, lại có thể thuấn di, ai có thể ngăn được hắn lại nói sáu tên ngọc tiên cũng không biết thạch hảo sao lại đột nhiên rời đi bởi vậy thẳng đến khi thạch hảo đã trốn xa đồng thời không có ý tứ tiếp tục xuất hiện bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ tiểu tử kia chạy đuổi lập tức sáu tên ngọc tiên lập tức phóng ra ngoài thề phải đem thạch hảo cầm xuống đám truyền nhân tiên vương chư hạo thiên sau khi hơi sững sờ vội vàng cũng đuổi theo phản ứng của bọn họ không có nhạy cảm như thạch hảo nhưng cũng là đoán được món đồ kia đã rời khỏi tầng này đuổi 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 chương 1384, đắc thủ, thạch hạo sông lên phía trước nhất, hắn có được thuấn gì hơn nữa còn có thể phi hành, có thể nói là có được độ tự do cao nhất, hơn nữa, thông đạo qua mỗi một tầng cũng vô pháp làm khó hắn, một đường thông hành không trở ngại. Bất quá, Ngọc Tiên dù sao cũng là Ngọc Tiên, tốc độ còn nhanh hơn hắn, dù bình chứng thông đạo đối bọn họ có áp lực càng lớn, tốn hao thời gian so với thạch hạo muốn nhiều hơn một chút. Nhưng vẫn là duy trì một khoảng cách, không có chút ý tứ nào là bị Thạch Hạo vứt bỏ, Tiếp tục như vậy, dù Thạch Hảo tìm được đồ vật phát sáng kia, cũng hoàn toàn không có khả năng đắc thủ. Hắn hừ một tiếng, một đường thẳng bay lên trên, để sáu đại ngọc tiên chỉ có thể nhìn lên hắn. Hắn làm lấy động tác khiêu khích, để bọn người vân thiên nhược là giận dữ, cũng không thể phi hành, bọn họ cũng chỉ có phần ở tại dưới đất dương mắt nhìn. Bất quá, lần này bọn họ cũng là há quyết tâm, vô luận Thạch Hảo chạy tới chỗ nào, bọn họ đều là ở phía dưới đi sát đằng sau, hoàn toàn không để cho Thạch Hảo có cơ hội vùng thoát khỏi bọn họ cái này không dễ làm a à. thạch hạo trơ mắt nhìn bọn người chư hạo thiên từng cái thông qua phía dưới bất quá hư vô nguyệt lại là ngừng lại y ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhìn thạch hạo lông mày nhíu lại thạch huynh người muốn hóa giải cục diện này thế nào y lấy thần thức truyền âm hỏi thạch hạo nghĩ nghĩ hư huynh ta cần ngươi giúp ta làm một việc nghĩa bất dung từ hư vô nguyệt cũng không hỏi là cái gì lập tức đáp ứng xuống y biết Thạch Hạo tuyệt không có khả năng đưa ra yêu cầu mà y không cách nào làm được. Thạch Hạo gật đầu, đồng dạng lấy thần thức truyền âm, nói với Hư Vô Nguyệt vài câu. Hư Vô Nguyệt lập tức rời đi, không dừng lại chút nào. Mặc dù sáu đại ngọc tiên đều là hướng về phía Hư Vô Nguyệt nhìn thoáng qua, nhưng Hư Vô Nguyệt thế nhưng là thân tử của Tiên Vương, bọn họ cũng không muốn lại bị nhiều thêm một vị tiên vương để mắt tới, cho nên bọn họ lập tức lại thu hồi ánh mắt. Tiên Vương a, tồn tại mạnh nhất một vực, quá kinh khủng. Thạch Hạo đã làm ra kế hoạch, bởi vậy, hắn không vội không từ, chỉ cần đem sáu người này kéo lấy liền tốt. Sau cái các ngươi cũng xứng xưng Ngọc Tiên, thế mà làm chó săn cho Kim Nguyên Tiên, nếu ta là các ngươi mà nói, đã sớm mua khối đậu hũ đem chính mình đụng chết. Hắn bắt đầu trào phúng, ngày mưa dầm đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này mặc dù là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, nhưng lại là vết sẹo của đám người Vân Thiên Nhược, mỗi khi bị để lộ một lần, bọn họ liền sẽ khó chịu một lần, nhưng bọn họ là thân phận gì, có thể đấu võ mồm cùng một cái kim nguyên tiên nho nhỏ sao? Không biết xấu hổ, tiểu bối, chưa có làm càn, bọn họ cũng chỉ có thể dùng âm thanh quát nặng như vậy. Ai, thật vất vả lăn lộn đến Ngọc Tiên, thế mà làm chó cho người ta, tâm tình của các ngươi không dễ chịu a à? Thạch Hạo tiếp tục nói, ta hiểu, ta hiểu, cho nên, ta coi như là đang bị chó dại đuổi, không chấp nhặt cùng các ngươi. Nghe Thạch Hạo không ngừng tại trên mặt của mình mà bôi đen, Sáu người Vân Thiên Nhược đều là giận không kềm được. Lẽ ra Ngọc Tiên không nên không kiềm chế được nỗi lòng như vậy, bởi vì ai dám cùng bọn họ nói như vậy, sớm đã bị bọn họ vung một bàn tay chụp chết, đáng giá sinh khí sao? Nhưng Thạch Hạo khác biệt, người ta cao cao tại thượng, vượt xa khỏi phạm vi công kích của họ, mà họ lại không cách nào phi hành, cho nên bọn họ liền chỉ có phần đứng ở dưới đất mà nghe, loại cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Không thể làm gì, bọn họ đành phải phong bế thính lực. Thạch Hạo nói một trận thấy bọn họ không phản ứng chút nào, lập tức đổi lấy thần thức truyền âm, đương nhiên vẫn là một bộ này. Mẹ nó, chúng ta đều bị ép phong bế thính lực, người thế mà còn không bỏ qua, trực tiếp dùng thần thức truyền âm đến quấy rối. Người tại sao tiện như vậy đâu, không có cách, bọn họ đành phải bày ra một đạo thần thức bình chướng, ngăn cách truyền âm đến từ thần thức. Lần này, thế giới rốt cuộc thanh tịnh, nhưng phản ứng của họ cũng không thể tránh được phải chậm hơn, dù sao, bọn họ tự phong bế thính lực và thần thức cảm ứng, này bằng với là tự trói võ công, khẳng định là muốn suy yếu. Thạch Hạo chậm rãi chờ, dòng dã 7 ngày sau, chỉ thấy hư vô nguyệt lại trở về. Thạch Huynh, đại công cáo thành, y truyền âm nói, Thạch Hạo lập tức triển khai thuấn di, nhanh chóng cắt tới bên người hư vô nguyệt. Hư vô nguyệt cũng là cực nhanh đưa ra một vật, có chút tản ra quang mang. Không sai, sự tình mà Thạch Hạo để hư vô nguyệt đi làm, chính là nói cho đối phương biết phỏng đoán của y đối với hướng đi của vật phát sáng, để cho đối phương đến địa phương đối ứng đi tìm, mà hư vô nguyệt thì không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thành công mang theo đồ vật trở về. Thân ảnh của hai người vừa va chạm, bởi vì sáu đại ngọc tiên tự phong tính lực và thần thức, phản ứng phải chậm hơn, chờ đến sau khi thạch hạo lấy được vật phát sáng, bọn họ lúc này mới kịp phản ứng. Đáng giận, sáu đại ngọc tiên lại không mốc, lập tức liền ý thức đến thạch hạo kỳ thật là một mực ở chỗ này hấp dẫn lực chú ý của họ, lại làm cho hư vô nguyệt ám độ trần thương. Nhưng mà, hư vô nguyệt mặc dù đứng bất động tại chỗ, thì họ lại dám xuống tay với y sao? Nói giỡn, đây chính là con trai trưởng của tiên vương, không có bọn chư hạo thiên đánh tham đoan, bọn họ dám đắc tội một vị tiên vương sao? Cho nên, bọn họ đều là hận hận hừ một tiếng, tiếp tục hướng về phía thạch hạo truy kích mà đi. Tốc độ của bọn họ đều là nhanh chóng, không ngừng hướng về phía đỉnh chóp tử thành mà đi. Ngăn lại hắn, hắn lấy được tín vật, phía trước, xuất hiện thân ảnh của cảnh vô ảnh, vân thiên nhược liền lập tức kêu lên. Mặc dù Ngọc Tiên lại để cho một cái kim nguyên tiên nho nhỏ xuất thủ, cái này quá mất thân phận, nhưng Thạch Hạo thật sự là rất khó bắt, bất kỳ người nào chỉ cần có thể giúp đỡ một chút, vậy cũng là hữu dụng. Cảnh Vô Ảnh giật mình, gã tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo, trong ánh mắt lộ ra hung mang, cũng có chút e ngại. Dù sao, Thạch Hạo lúc này đã là hung danh cường thịnh, chiến dịch lúc trước đã xử lý năm tên truyền nhân Tiên Vương, làm cho tất cả mọi người đều biết, gia hỏa này chính là người điên, đừng nghĩ nhờ chỗ dựa để hắn nổi lên kiêng kỵ. Cho nên, muốn ngăn lại Thạch Hảo, chỉ cần cho Ngọc Tiên cơ hội, Kim Nguyên Tiên có châu hơn cũng đều phải chết, nhưng, gã lại sợ chính mình làm pháo hôi. Lại tưởng tượng, gã mặc dù vừa mới đi trên cực hạt, nhưng dầu gì cũng có chiến lược thập nhất tinh, lại thêm tiên khí, chiến lược càng là cao tới thập tam tinh, chẳng lẽ cả tư cách ngăn chặn Thạch Hạo một chút cũng đều không có sao. Tốt, gã quyết định chủ ý, thân hình bỗng nhiên vọt lên, hướng về phía Thạch Hạo chặn đường mà đi. Phốc, Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, một đao chém qua, liền thấy cảnh vô ảnh đã là bị chém thành hai đoạn, máu tươi vảy ra. Đơn giản, bạo lực, thạch hạo một kích thành công, không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Bất quá, cảnh vô ảnh cuối cùng vẫn là làm ra một chút tác dụng trở ngại, để sáu đại ngọc tiên đuổi tới gần một chút chút. Nếu như cảnh vô ảnh ở dưới suối vàng biết, không biết là nên vui mừng hay là tức giận đến mức lại chết một lần. Sáu đại ngọc tiên thì là kém chút tức điên cái mũi, tất cả mọi người đều là truyền nhân tiên vương, tại sao ngươi lại vô dụng như vậy đây không trông cậy vào ngươi có thể đánh cái ngang tay cùng thạch hạo nhưng tốt xấu cũng phải cản hai ba chiêu để bọn họ có thể đuổi kịp a à. a à, ngươi trực tiếp bị một kích miểu sát để cho người ta quả thực im lặng bất quá thạch hạo thật đúng là quả quyết a à, truyền nhân tiên vương đều nói giết liền giết ha ha thạch hạo dù sao cũng đã giết một tên hậu nhân của tam mục tiên vương còn quan tâm giết nhiều thêm một cái sao hiu 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 bóng người bay tránh trang cảnh một người chạy sáu người đuổi vẫn còn tiếp tục. chương 1385, đơn đấu, bạch, một đạo hàn quang xẹt qua, chỉ thấy thân ảnh chư hạo thiên hiển hiện, đúng là gã đột nhiên xuất thủ, hướng về phía thạch hạo phát động công kích. Một khắc đồng hồ trước, thạch hạo vừa mới xông lên tầng thứ bảy, kết quả, chư hạo thiên liền đột nhiên phát động công kích. Một kích này, hiển thị rõ thực lực của gã, thập thất tinh, có thể so sánh với ngọc tiên, thạch hạo không có đón đỡ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ tuyệt không yếu hơn chư hạo thiên, thậm chí tử chiến đến cùng mà nói vậy người cuối cùng ngã xuống nhất định là chư hảo thiên nhưng hiện tại hắn không có thời gian để trì hoãn hưu thân hình hắn lóe lên phát động thuấn di đem chư hảo thiên để tại sau lưng gan nhỏ như chuột chư hảo thiên lạnh lùng nói ra ngay cả một trận chiến cũng không dám sao mẹ nó ngươi không thấy được phía sau còn có sáu cái ngọc tiên đang đuổi sao nếu không có như thế ta đánh không chết ngươi thạch hạo suy cười một tiếng người ta sớm muộn sẽ có một trận chiến đến lúc đó một chiêu miểu sát ngươi chư hạo thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng tu vi hiện tại của gã cùng một dạng với thạch hạo người tiến bộ ta chẳng lẽ sẽ không có tiến bộ hiện tại tất cả mọi người đều tại kim nguyên tiên đỉnh phong vậy mọi người tiến thêm một bước mà nói ngọc tiên đối với ngọc tiên muốn phân ra thắng bại cũng khó khăn huống chi là giết gã càng huống chi là miểu sát người si nói mộng ngươi cũng chỉ có phần chém gió hắn lấy được tín vật lúc này sáu đại ngọc tiên đã là lướt qua một người trong đó lạnh lùng nói ra. Cái gì, chư hạo thiên lập tức như gặp phải trọng kích, nếu thạch hạo lấy được tín vật, cũng còn sống đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên là thắng lần tiên vương chọn con rể này. Gã muốn bại, không, gã tuyệt không tiếp nhận thất bại, gã là con của tiên vương, vô luận làm gì đều muốn tranh cái thứ nhất, thứ hai là tuyệt không trong phạm vi suy nghĩ. Gã vội vàng co cẳng đuổi theo, nhất định, nhất định phải đem thạch hạo cản lại. Nhưng mà, tốc độ của gã có thể so sánh cùng Ngọc Tiên sao? Ngay cả Ngọc Tiên đều là không làm gì được Thạch Hạo, huống chi là gã. Bất quá, Thạch Hạo cũng không phải hoàn toàn không có áp lực, tốc độ của sáu đại Ngọc Tiên sao có thể không nhanh hơn hắn, hắn chỉ là dựa vào phi hành cùng Tuấn Di, mới có thể đem sáu đại Ngọc Tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn cần không ngừng mà điều chỉnh phương hướng, không để cho Ngọc Tiên sớm tiến hành trận đánh. Mà càng may mắn hơn là, Ngọc Tiên chỉ có sáu người, nhưng thông đạo lại có tám cái, vô luận như thế nào, bọn họ không khóa được đường chạy của Thạch Hạo tầng thứ năm tầng thứ tư tầng thứ ba thạch hạo càng ngày càng tiếp cận đỉnh chóp của tử thành mà đuổi ở phía sau vô luận là sáu đại ngọc tiên hay là chư hạo thiên hồ long đều là sắc mặt khó coi thực sự không ngăn được sao tầng thứ hai sáu đại ngọc tiên đều là phát ra tiếng gào thét mặc dù thạch hạo vẫn chưa ra khỏi tử thành nhưng đây cũng là tầng cao nhất bọn họ có thể đạt tới tầng thứ nhất là bất luận cái tù phạm gì cũng đều không thể chạm đến bọn họ liều mạng đuổi nhưng thân pháp của Thạch Hảo quá phiêu hồ bất định thuấn di a, à, có thể không tung bay sao. Suốt cục, Thạch Hảo thành công bước vào tầng thứ nhất. Sáu đại ngọc tiên đều chỉ có thể ngừng chân, không cách nào lại tiến thêm một bước. Mặc dù Thạch Hảo đã dừng bước, nhưng bọn họ cũng chỉ có phần dương mắt nhìn, thật giống như trước đó Thạch Hảo bay lượn trên không trung, bọn họ cũng đồng dạng chỉ có phần ở phía dưới nhìn. Hưu, hưu, bất quá, bọn người chưa hạo thiên, hồ long lại là không bị ảnh hưởng, nhào nhào bước vào tầng thứ nhất. Thạch Hảo, bọn họ đều là nhìn chằm chằm vào thạch hạo truyền nhân tiên vương chỉ tranh đệ nhất thạch hạo hoành đao lập mã lạnh lẽo hướng về phía đám người nhìn một vòng hiện tại có thể công bằng đánh một trận hắn ngạo nghễ nói ra người không phục cứ việc hướng ta xuất thủ bất quá người hướng ta xuất thủ chính là địch nhân của ta ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình câu nói sau cùng tất cả mọi người nghe được đều là lông mau dựng đứng nếu người khác nói sẽ không thủ hạ lưu tình bọn họ chắc chắn sẽ không để ở trong lòng ai không sợ tiên vương trả thù nhưng thạch hạo là thực sự mãnh liệt cũng không phải là không có truyền nhân tiên vương chết ở trong tay của hắn hơn nữa không chỉ một mà là thật nhiều người như vậy người xác định chọc nổi lập tức thật nhiều người đều là không tự chủ được lui ra phía sau một bước ách ta không phải là không muốn tranh thứ nhất mà là đối với tô mạn mạn không có hứng thú chư hạo thiên lại là không sợ nhanh chân hướng về phía thạch hạo đi đến gương đồng hiển hiện, hiện từng cái kính ngã đi ra, đem thạch hạo bao vây lại. Hồ Long cũng là đi ra, ăn thiệt trên người thạch hạo lúc trước, để gã một mực kìm nén lửa giận. Nhận lấy cái chết, chư hạo thiên vọt ra, có người ngăn tại phía trước sung làm chủ lực, Hồ Long đương nhiên sẽ không sợ sệt, hơn nữa, gã cũng biết thực lực của chư hạo thiên. Đủ để đối kháng Thạch Hạo, cho nên, gã liền càng thêm tích cực. Thạch Hạo quét mắt nhìn gã một cái, trong lòng cười lạnh, tốt, liền lấy ngươi khai đao trước. Oanh, chiến lực của chư hạo thiên xác thực kinh người trong gương đồng bay vụt ra từng đạo quang trụ uy lực cao tới thập thất tinh cho dù là truyền nhân tiên vương nếu như vừa mới cưỡi lên trên cực hạn mà nói vậy cũng phi thường có khả năng sẽ bị một kích miểu sát đáng tiếc là đối thủ của gã là thạch hạo đồng dạng là chiến lực thập thất tinh thậm chí tiên khí trong tay hắn còn là cấp bậc tiên vương đây là khái niệm gì luận uy lực giới hạn trong tu vi của bọn họ trong hai kiện tiên khí đánh ra uy năng không sai biệt lắm nhưng nếu như chính diện cứng rắn mà nói, vậy cấp Minh Ngọc sao có thể đánh đồng cùng cấp Tiên Vương. Bang, 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 sau mấy tiếng vang kinh thiên động địa, liền thấy trên gương đồng xuất hiện đạo đạo kẽ nứt. Chư Hạo Thiên lộ ra vẻ đau lòng, Minh Ngọc Tiên khí đương nhiên là có năng lực tự lành, nhưng chịu thương thích càng nhiều, càng nặng, vậy khôi phục tự nhiên là càng chậm, thậm chí tích lũy tới trình độ nhất định mà nói, liền sẽ sụp đổ, vĩnh viễn không thể chữa trị. Hiện tại Huyễn Nhật Thần Kính còn chưa tới tình trạng sụp đổ, nhưng lại nhiều thêm mấy lần mà nói, thật có khả năng vạn kiếp bất phục. Với chư hạo thiên mà nói, Minh Ngọc tiên khí cũng không phải là chân quý không gì sánh được, tổn thất không nổi, nhưng, một khi gã mất đi huyễn nhật thần kính, thì như thế nào địch nổi thạch hạo đâu. Có dạng cố kỵ này, chư hạo thiên xuất thủ tự nhiên là cẩn thận hơn rất nhiều, lập tức ngay tại trên tràng diện đã rơi vào hạ phong, thủ nhiều công ít. Cái này khiến mọi người đều là xôn xao. Trước đó chư hạo thiên có bao nhiêu nhiêu bức, cơ hồ lấy sức một mình, đánh lui tất cả truyền nhân tiên vương, nhưng còn bây giờ thì sao, thế mà ở trước mặt thạch hạo liền rơi xuống hạ phong. Bất quá, truyền nhân tiên vương có nhãn lực đặc biệt ra sao? Bọn họ đều là nhìn xem tiên khí trong tay thạch hạo, lộ ra vẻ hâm mộ. Thạch hạo có thể áp chế chư hạo thiên, chính là bởi vì cái tiên khí này. Mà cái tiên khí gì lại có thể áp chế minh ngọc tiên khí? Đáp án chỉ có một cái. T, bọn họ đều là hít ngược lại khí lạnh, chỉ cảm thấy huyền băng tiên vương thật không hổ là hộ con cuồng ma, thế mà ngay cả tiên vương khí cũng bỏ được cho hắn dùng. Không thể nghi ngờ, huyền băng tiên vương đã thành che chở tốt nhất cho thạch hạo, vô luận hắn sử dụng thuấn di nhiều lần, hay là xuất ra bảo vật chân quý cỡ nào, đều thuộc về kết đến trên đầu huyền băng tiên vương. Ai bảo nàng là hộ con cuồng ma đâu, thân hình thạch hạo đột nhiên một chiếc, hướng về phái hổ long đánh tới. Đối phương một mực đánh xì dầu, vừa mới đánh vỡ cực hạn mà thôi, cộng thêm minh ngọc tiên khí, chiến lực của gã cũng bất quá là thập tam tinh, có thể đưa đến cái uy hiếp gì đối với Thạch Hạo. Chỉ khi nào gã bị Thạch Hạo nhầm vào mà nói, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Xoát, chém tới một đao, chương 1386, ngươi là kế tiếp. Hồ Long hoảng hốt, vội vàng dốc hết toàn lực chống cự. Chư Hạo Thiên, giúp ta, gã một bên hét lớn, sợ mình một người lực yếu, không thể chống đỡ được. Chư Hạo Thiên đương nhiên biết đạo lý môi hở răng lạnh mặc dù chiến lực của Hồ Long xa xa không đủ để trở thành giúp đỡ, nhưng như thế nào đi nữa hiện tại cũng coi là đồng bạn của gã, gã đương nhiên không thể thấy chết không cứu. Cho nên, gã lập tức toàn lực xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo anh ra quang trụ. Thạch Hạo cười một tiếng, phát động thuấn di, đã là xuất hiện ở sau lưng Hồ Long. Hồ Long mặc dù phát lên mãnh liệt sợ hãi, nhưng thân là truyền nhân tiên vương, phản ứng của gã đương nhiên sẽ không chậm, mặc dù kinh hãi nhưng lại không loạn, lập tức trở tay ra một kiếm tiến hành đoạt công. Đinh, đao kiếm tấn công, phát ra tiếng vang có thể chấn vỡ màng nhĩ, cả người hồ long mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng cuối cùng là không có bị chém thành hai đoạn. Trong lòng hồ long dâng lên một cỗ may mắn, nhưng còn không có đợi gã hiện lên vui mừng, chỉ thấy một nắm đấm thép đã từ đối diện đánh tới. Một quyền này gã đã không cách nào lại chống đỡ, người còn giữa không chung cũng vô pháp trốn tránh, chỉ có thể dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn một kích này. Gã đem tất cả lực lượng đều là ngưng tụ ở trên đầu, hình thành phòng ngự cường đại. Bành, một quyền nện vào, Đầu của gã lập tức vỡ tan, thân thể không đầu như cũ vẫn bay, nhưng cũng đã mất đi sinh cơ. T, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là phát lạnh khắp cả người. Một tên truyền nhân Tiên Vương, liền dễ dàng treo như thế. Một quyền miểu sát, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng đều không thể bảo toàn. Thạch Hạo, quả thực chính là sát thủ của truyền nhân Tiên Vương a. Thật nhiều người đều là may mắn ở trong lòng, còn tốt không có hướng Thạch Hạo xuất thủ, bằng không mà nói, bây giờ bị Thạch Hạo oanh sát có khả năng chính là chính mình. Tên sát tinh này, căn bản không có kính sợ, không có cố kỵ. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Chư Hạo Thiên nhìn qua, trường đao cũng là lập tức trực chỉ đối phương. Dù thực lực của Chư Hạo Thiên cao hơn Thạch Hạo, nhưng vẫn là dâng lên thấy lạnh cả người. Đổi lại là gã, tuyệt không dám tùy tiện giết một tên truyền nhân tiên vương như vậy. Cũng liền chỉ có Thạch Hạo, đắc tội với tiên vương thực sự quá nhiều, mới có thể không có cố kỵ gì mà xuất thủ, đổi lại là truyền nhân tiên vương khác, nhiều lắm chính là đánh bại, nào dám hạ tử thủ. Người thật đúng là gan to bằng trời, lại giết một tên hậu nhân của tiên vương. Chư hạo thiên lập tức chấn định lại, gất tuyệt không thể thua khí thế. Thạch hạo bật cười, không cần phải gấp gáp, ta sẽ còn lại giết một cái. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên thân chư hạo thiên, ý tứ của những lời này lại cực kỳ rõ ràng. Chư hạo thiên lộ ra vẻ giận dữ, mọi người cùng là truyền nhân tiên vương, hơn nữa gã đã tu đến thập nhị tinh, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, Ngươi dựa vào cái gì mà phách lối như vậy? Nếu không có huyền băng tiên vương thực sự quá che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể có được tiên vương khí, cũng áp chế huyến nhật thần kính của ta sao? Tốt, ta chờ đâu? Chư hạo thiên ngạo nghễ nói ra, thạch hạo lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ở chỗ này muốn giết chư hạo thiên là sự tình không quá hiện thực, bởi vì chiến lực của hai người gần như giống nhau, mà nếu đối phương không địch nổi, chỉ cần chạy ra khỏi tử thành, bên ngoài sẽ còn có ngọc tiên trông coi gã muốn tại dưới ngọc tiên vây công giết chết một người có chiến lược tương đương, đây quả thực là người si nói mộng. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không uổng phí sức này. Không bao lâu nữa, Thạch Hạo thản nhiên nói, không tiếp tục để ý tới Chư Hạo Thiên, trực tiếp từ lối ra mà đi. Đứng lại cho ta, Chư Hạo Thiên giống to, muốn ngăn cản Thạch Hạo, nhưng mà, gã làm sao có thể làm đến. Thạch Hạo ra khỏi tử thành, trước tiên liền kích phát món tín vật kia. Đương nhiên, hắn cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, vạn nhất đây cũng không phải là vật mà huyễn hải tiên vương lưu lại, không cách nào dẫn hắn đi quần tinh chi đỉnh trước tiên mà nói, vậy hắn cũng sẽ lập tức triển khai thuấn di, để tránh né những ngọc tiên bên ngoài kia truy sát. Thạch hạo, bên ngoài, đám ngọc tiên sử toàn vân đều là hét lớn, lập tức hướng về phía thạch hạo đánh tới. Ông, hào quang lóe lên, ngoài ý muốn xuất hiện, thạch hạo đúng là bay lượn mà lên, lấy tốc độ kinh người phá không mà đi. Cái này so với tốc độ công kích của Ngọc Tiên đều muốn nhanh hơn, công kích còn không có đánh tới đâu, Thạch Hạo đã là phóng lên tận trời, thoát khỏi vòng vây. Cả đám đều là trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Không tốt, tiểu tử này cầm tới tín vật của tiên vương. Tóm lại có người phản ứng nhanh, lập tức lớn tiếng kêu lên. Ngoá, mọi người đều là lộ ra thần sắc không cam tâm, thế mà liền để Thạch Hạo đắc thủ. Bọn họ tân tân khổ khổ chạy tới, kết quả lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng mà bốn tên ngọc tiên của hạ gia còn có hai tên ngọc tiên của cuồng lãng tông lại có chút hoảng vì cái gì đơn giản thạch hạo lấy được tín vật của nguyễn hải tiên vương dựa theo ước định hắn chính là con rể của tô gia mà bọn họ thế mà một mực truy sát con rể của tô gia cái này nếu để nguyễn hải tiên vương biết lại sẽ nổi trận lôi đình xê xê nào đúng vậy bọn họ là hậu nhân của tiên vương đời trước cùng tiên vương đời trước trước đồ tử đồ tôn dưới tình huống bình thường nguyễn hải tiên vương vẫn là sẽ cho cái mặt mũi nhưng tình huống bây giờ khác biệt a, à, bọn họ thế nhưng là đang đuổi giết con rể của người ta. Chỉ có thể hy vọng, huyễn hải tiên vương rộng lượng, dù sao thời điểm bọn họ đang đuổi giết thạch hạo, thạch hạo còn không phải rể hiền của quần tinh chi đỉnh đấy. Ai, vì cái gì hết lần này tới lần khác là thạch hạo đâu. Nhiều truyền nhân tiên vương như vậy, tất cả đều là đấp cứt sao. Mặc kệ người khác là nghĩ thế nào, thạch hạo bằng tốc độ kinh người hướng lên bầu trời bay đi, rất nhanh liền đạt đến độ cao mà cả Ngọc Tiên cũng không cách nào chạm đến, nhưng mà tốc độ của hắn lại là không giảm chút nào, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng đem hắn bao khỏa để hắn không đến mức bị hoàn cảnh nơi này giết chết. một hồi liền qua phía trước xuất hiện một tòa trôi nổi hòn đảo, làm một cái người đã đi qua quần tinh tri đỉnh thạch hạo đương nhiên sẽ không lạ lắm, lập tức nhận ra đây chính là đích đến của hắn. quả nhiên hắn lập tức giảm tốc độ, sau đó vững vàng rơi vào trên tòa phù đảo siêu cấp lớn này. tiểu hòa tử đi theo ta, chỉ thấy một nữ nhân mỹ lệ đi tới hướng về phía thạch hạo nói ra, thạch hạo gật gật đầu, hỏi tiểu tỷ tỷ, người xưng hô như thế nào? nữ tử che miệng cười một tiếng, người khẳng định muốn gọi ta là tiểu tỷ tỷ sao? thấy thạch hạo có chút do dự, nàng cũng không có dấu giếm, nói ta thế nhưng là tiểu cô của mạn mạn. a, à, vị này là muội muội của nguyễn hải tiên vương. thạch hạo nhe răng, không nghĩ tới a à, không nghĩ tới, khó trách đối phương muốn hỏi lại hắn, bằng không mà nói, hắn không phải sẽ cùng một cái bối phận với nguyễn hải tiên vương sao? hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói, người không biết vô tội, ta chỉ là không có nghĩ đến, tiểu cô ngươi còn trẻ lại xinh đẹp như vậy. Sách, miệng tiểu hỏa tử thật đúng là ngọt, khó trách mạn mạn nhà ta sẽ bị ngươi lừa. Nữ tử này cách cách yêu kiều cười, như nhánh hoa run rẩy. Thạch hạo nhìn không trước mắt, hắn vốn cũng không phải là người háo sắc, mà sau khi tới được nơi này, hắn tự nhiên càng thêm cẩn thận. Nữ tử kia đem phản ứng của thạch hạo thu tại đáy mắt, trong lòng khẽ gật đầu. Tiểu hỏa tử, đi theo ta, Nàng nói ra, dẫn đầu mà đi, nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Tô Mạn Mạn, trong lòng Thạch Hạo không khỏi kích động, bước chân đều là nhanh hơn một chút. Ta đến cưới ngươi, chương 1387 kinh ngạc. Thạch Hạo, một thanh âm vang lên, tràn đầy kinh ngạc. Thạch Hạo nhìn sang, nha, Thời Vân, ngươi làm sao có thể tại đây? Trên khuôn mặt Thời Vân viết đầy kinh ngạc, giống như gặp quỷ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì? Gã rõ ràng đã đem tất cả tin tức liên quan tới Thạch Hạo đều ép xuống làm sao Thạch Hạo vẫn là đi tới quần tinh tri đình. Thạch Hạo mỉm cười, ta muốn cưới Mạn Mạn, đương nhiên muốn tới chỗ này. Si tâm vọng tưởng, Thời Vân lập tức trách mắng, ngươi là thân phận gì, xứng với Mạn Mạn? Gã so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng lai lịch của Thạch Hạo lúc trước. Gã chính là hạ giới gặp qua Thạch Hạo, thật sự là một cái tồn tại nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé hơn. Nếu không phải có Tiên Vương vừa mới hiện thân, gã đều muốn tùy ý một kích đem Thạch Hạo gạt bỏ. Tiểu nhân vật từ phàm giới phi thăng lên tới cũng nghĩ trèo cành cây cao tiên vương. Nghĩ hay lắm, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta chính là con của tiên vương, ngươi lại là thứ gì? Phốc, đâm tâm thật tốt, thời vân chỉ là cháu trai của tiên vương, mặc dù cũng có thể xem như tiên vương nhất mạch, nhưng địa vị có thể so sánh cùng con của tiên vương sao? Kém xa đấy, không, ngươi làm sao có thể là con của tiên vương đâu? Thời vân một trăm cái không muốn tin tưởng, nhưng huyền băng tiên vương xuất thủ vì Thạch Hạo, đây cũng là sự thật như sắt thép, ngay cả tam mục tiên vương đều bị bước lui, sao có thể là giả. Thế nhưng là, gã thực sự biết, Thạch Hạo đến từ phàm giới A, sao có thể là con của tiên vương. Vấn đề là, Thạch Hạo phải dùng hoa ngôn xảo ngữ nào đó, thế mà ngay cả tiên vương đều có thể mê hoặc. Có khả năng sao, không có khả năng, thế nhưng là, sự thật lại chân thực như sắt thép. Thời vân, không có quy củ như thế sao, nữ tử ở một bên mở miệng, mang trên mặt một tầng xương lạnh thật mỏng. Nàng gọi Tô Mai, cũng là muội muội duy nhất của Tiên Vương. Thời Vân nhìn nàng một cái, trên mặt hiện lên một đạo cười lạnh. Tại quần tinh chi đỉnh, Tiên Vương đương nhiên là cao cao tại thượng, không có gì sánh kịp, nhưng Tiên Vương một phương diện muốn tu luyện, một phương diện khác còn muốn tỏa trấn thông đạo liên thông với tu la giới ở nơi này, bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản lý việc vặt. Cho nên, cái này liền lưu lại không gian quyền lực to lớn. Tiên Vương không nhúng tay vào sự tình trong tiên vực không có nghĩa là liền không có quyền lực. Trên thực tế, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Ở chỗ này liền có hai cái bẻ cánh, một phương lợi dụng tô mai cầm đầu, một phương khác mà nói, thì là lấy vợ tiên vương là thời tú tú cầm đầu, song phương đều có người ủng hộ, mà vì để độc trưởng đại quyền, song phương đánh đến rất là lợi hại, mà tô mai thì phải yếu đi một chút, dù sao thời tú tú thế nhưng là người bên gối tiên vương. Vì cái gì tô mai sẽ đích thân đi ra tiếp đãi thạch hạo? Bởi vì thạch hạo là một cái biến số, nếu như hắn có thể trở thành con rể của tô ra như vậy hắn cùng mình liên thủ khẳng định có thể áp chế thời tú tú cùng lắm thì song phương cũng có thể trở lại thế cục diện đối đầu cân bằng nếu tô mai có thể thấy được vì cái gì thời tú tú liền không thể đâu không phải thời tú tú ngạo mạn mà là nàng càng thêm có khuynh hướng đem nữ nhi gả cho thời vân cho nên nàng khẳng định là không chào đón thạch hạo có quan hệ như vậy tồn tại thời vân đương nhiên không đem tô mai để ở trong mắt đương nhiên tại ngoài sáng gã chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, dù sao, gã là vãn bối. Tiểu cô, lai lịch của người này ta rất rõ ràng, dưỡng cũng thế. Gã mở miệng nói, hắn chính là một con run dế ở phàm giới, căn bản không phải cái gì con của tiên vương, tiểu cô ngươi chớ có bị người này lừa gạt. Tô Mai há lại sẽ tin tưởng, Thạch Hạo chính là con của huyền băng tiên vương, chuyện này bây giờ cái quần tinh chi đỉnh nào của tiên giới mà không biết. Thậm chí, huyền băng tiên vương còn nhiều thêm một cái xương hào hộ con cuồng ma, có thể thấy được cương chiều đối với Thạch Hạo. Một người như vậy, Tô Mạn Mạn ưa thích, mà có bối cảnh tiên vương, làm con rể tô gia của họ, làm minh hữu của nàng, đó là cực kỳ thích hợp. Chớ có nói hưu nói vượn, Tô Mai khiển trách một tiếng, sau đó hướng Thạch Hạo hỏi, ngươi là đi nhìn Mạn Mạn trước, hay là ta dẫn ngươi đi gặp tiên vương? Hắn không thể gặp Mạn Mạn, hoặc là dược, thời vân lập tức nói ra, dưỡng đang lúc bế quan tu luyện, Khá có thể bị quấy dày. Mà Mạn Mạn, Nàng là sẽ không muốn gặp loại người này Tô mai lộ ra một vòng vẻ trào phúng Nói người mặc dù nắm trong tay con mắt của quần tinh tri đỉnh Nhưng người hiển nhiên không biết Tiên vương trước đó vừa cử hành một trận tranh tài kén vợ kén chồng cho mạn mạn Mà thạch hạo chính là người thắng được Cái gì? Thời vân trừng lớn hai mắt lộ ra cực kỳ không thể tin nổi Bởi vì tiên vương chọn con rể cho tô mạn mạn rồi Gã làm sao không biết Tại dưới thời tú tú duy trì Gã nắm giữ bộ môn tuần sát của quần tinh chi đỉnh, có thể nói mọi chuyện phát sinh ở phía dưới đều phải trải qua ánh mắt của gã trước. Cho nên sự tình gì cần bẩm báo, sự tình gì lại sẽ bị xem nhẹ, toàn bộ là do gã định đoạt. Thế nhưng là tiền vương kén vợ kén chồng cho tô mạn mạn, chuyện lớn như thế gã thế mà tuyệt không biết, điều này nói rõ cái gì? Bộ môn tuần sát còn được nắm giữ trong tay gã sao? Nghĩ tới đây, thân thể gã không khỏi run lên. Tin tức tiết lộ ra ngoài trong lúc này thực sự nhiều lắm để gã cảm nhận được sợ hãi. Tô Mai cười một tiếng, nàng mới lười nhát đấu cùng loại tiểu nhân vật như thời vân này, chỉ có thời tú tú mới xứng làm đối thủ của nàng. Thạch Hạo, đi theo ta, chúng ta lập tức đi yết kiến tiên vương. Nàng nói ra, Thạch Hạo gật gật đầu, tốt, sau khi đi mấy bước, hắn quay đầu nhìn về phía thời vân, đúng rồi, sự tình ngươi giết cái hạ gì kia, vụ oan tại trên người ta, món nợ này ta quay đầu sẽ tính toán cùng ngươi. Thời vân lại là giật mình, cái này thế mà cũng bị Thạch Hạo biết rồi. Làm sao có thể chứ? Gã ra tay ẩn nấp như vậy, thậm chí còn động dùng lực lượng của quần tinh chi đỉnh, cam đoan sẽ không lưu lại một chút chứng cứ, vì cái gì Thạch Hạo lại biết đâu. Đúng, hắn nhất định là đoán, đoán, nhưng vừa phân thần như thế, thời điểm khi thời vân một lần nữa tỉnh hồn lại, Thạch Hạo cùng Tô Mai đã đi xa. Đuổi theo ngăn cản bọn hắn, cái này hiển nhiên không thực tế, thứ nhất gã ngăn không được, thứ hai càng thêm không có lý do gì gã nhất định phải lập tức đi bẩm báo chóc thời tú tú, tiên vương chọn con rể cho con gái, bọn họ thế mà không hề có thu đến một chút tin tức nào, tiên vương đây là ý gì? Đến để cho di nương định đoạn, thạch hạo đi theo tô mai, không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới bên một cái hồ nhỏ. Trên hồ bốc lên sương mù, nhưng ảnh hưởng đối với thị lực lại là 10 phần to lớn, rõ ràng toàn bộ hình dáng hồ đều ở trong mắt, nhưng bộ dáng cụ thể ở trong hồ lại là một chút cũng nhìn không ra. Đây là thủ đoạn của tiên vương sao? tiên vương đang tu luyện tại trong hồ, người tự đi gặp đi. Tô Mai nói ra, cũng hướng về phía thạch hạo gật gật đầu, một bộ dáng cổ vũ. Thê tử xấu không, soái lang quân cuối cùng cũng phải gặp nhạc phụ. Thạch hạo hít một hơi thật sâu, hướng về phía hồ nước đi đến. a, à, thạch hạo kinh ngạc phát hiện, hắn không cách nào đạp sóng mà đi. Lẽ ra, tiên nhân đều có thể bay đi, đạp sóng mà đi còn không đơn giản sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, mặt nước này giống như không tồn tại, một cước xuống dưới, trực tiếp liền hạ xuống, sát đều hãm không được. Thạch hạo mỉm cười, một lần nữa lại bước, phát động tiểu tinh vũ, chân của hắn liền ổn ổn định định dẫm tại trên mặt nước. Phía sau, tô mai kém chút đem trong mắt đều là trừng ra ngoài. chương 1388, đồng ý, tô mai đương nhiên biết hồ này có ý vị như thế nào. Đây là do tiên vương tự tay mở ra, có được thần kỳ không gì sánh được, bất kỳ người nào không có đạt được tiên vương cho phép, đều khó có khả năng bay lượn hoặc là đi qua sẽ lập tức bị chìm đến đáy gặp nhiều gian khó giống như nàng mặc dù đã bước vào ngọc tiên nhưng một dạng cũng bị khắc chế không cần phải suy nghĩ nhiều nhìn thạch hạo vừa rồi một chân hiển nhiên đã dẫm vào trong nước căn bản không chỗ mượn lực cho nên nguyễn hải tiên vương hiển nhiên không có ý định để hắn dễ dàng vượt qua như thế sau đó ngay tại một khắc sau thạch hạo liền làm được lăng ba vi bộ cái này để nàng như thế nào tin tưởng Khó trách huyến hải tiên vương đặc biệt cử hành một lần tranh tài chọn con rể vì tiểu tử này, xác thực, người trẻ tuổi này có được năng lực thần kỳ, tương lai càng là bất khả hạn lượng. Làm một người phụ thân, đem ái nữ gả cho tân tú có tiềm lực như vậy, hẳn là cũng có thể yên tâm. Chính là, tô mai khe khẽ thở dài, chính là gia hỏa này cũng quá có thể gây chuyện, trước trước sau sau đã giết bảy tên hậu đại của tiên vương, mà cực khả năng, còn có chỗ chưa hấp thụ ánh sáng, nếu đem những cái tiên vương bị liên lụy tới kia cùng một chỗ lôi ra đến, Cam đoàn Huyễn Hải Tiên Vương đều sẽ đầu to. Bất quá, tô mạn mạn gả cho ai, chuyện này quyền quyết định cuối cùng vẫn tại trong tay Huyễn Hải Tiên Vương. Nếu vị Tiên Vương này khư khư cố chấp, đó chính là đã làm tốt chuẩn bị muốn trở mặt cùng một đoàn Tiên Vương. Thạch Hạo đạp sóng mà đi, sương mù trận trận rõ ràng rất là mông lung, nhưng lại có hiệu quả mê hoặc cường đại, để Thạch Hạo mấy lần đều là kém chút lượn trở về. Huyễn Hải Tiên Vương đã có thể lấy Huyễn làm phong hào, có thể thấy được tạo nghệ ở phương diện này, nhưng sau khi đi một trận, Thạch Hạo rốt cuộc nhìn thấy, giữa hồ nở rộ một đóa hoa sen vàng to lớn, mà ở trong hoa sen thì ngồi xếp bằng một nam tử trung niên phong thần tuấn lãng. Hắn đã từng thấy qua, Huyễn Hải Tiên Vương, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, Thạch Hạo liền vội vàng hành lễ, hơn nữa rất mặt dày vô sỉ mà tự lấy danh xưng tiểu tế. Ta đã đáp ứng đem nữ nhi gả cho ngươi sao? Huyễn Hải Tiên Vương mở miệng, tiếng nói bình thản, nghe không ra một chút xíu hỉ nộ. Thạch Hạo mỉm cười, khảo nghiệm mà nhạc phụ đại nhân thiết hạ, ta thông qua được, dĩ nhiên chính là con rể của nhạc phụ đại nhân. Huyễn Hải Tiên Vương không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn xem Thạch Hạo, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, một hồi lâu sau, ông ta mới nói, không sai, người rất xuất sắc, nhưng chỉ riêng như vậy là không đủ. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, Thạch Hạo dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói, ta thích mạn mạn, mà mạn mạn cũng thích ta. Huyễn Hải Tiên Vương không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, mạn mạn là nữ nhi duy nhất của ta, người muốn cứ như vậy tùy tiện cưới đi rồi sao? Thạch hạo lấy ra tiên vương kim lấy được trước đó, hướng về phía huyên hải tiên vương đưa tới, tiểu tế nguyện lấy khối tiên vương kim này làm xính lễ, cầu nhạc phụ đại nhân đem mạn mạn gả cho tiểu tế, tiểu tế sẽ cả đời thủ hộ mạn mạn, sẽ không để cho nàng nhận chút điểm ủy khuất. Huyễn hải tiên vương cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, tiên vương muốn lấy tới tiên vương kim cũng sẽ không dễ dàng, thật nhiều người thậm chí muốn sau khi đắc đạo mấy vạn năm mới có cơ hội đắc thủ. Dù sao, số lượng tiên vương kim quá ít, có được không chỉ muốn nhìn thực lực, còn phải nhìn duyên phận. Nhưng thạch hạo lại thế mà đạt được hai khối tiên vương kim, mà hắn hiện tại cũng bất quá là kim nguyên tiên, vận khí như vậy thật sự là nghịch thiên. Người rất không tệ, tiếng nói của huyễn hải tiên vương chuyển nhu, thậm chí, trên mặt của ông ta còn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ban đầu thời điểm lần thứ nhất gặp ngươi ở phàm giới, ta tuyệt sẽ không nghĩ đến, sẽ có một ngày, ngươi có thể đứng ở chỗ này, hướng ta cầu thân. Ta muốn cưới cũng không phải ngươi. Thạch hạo ra một câu ở trong lòng, cũng không có nói cái gì, chỉ là cười một tiếng. Hiển nhiên, huyễn hải tiên vương rất thưởng thức chính mình, mà hắn chỉ cần nghe là được, vạn nhất nói cái gì không nên nói, có thể sẽ bị tiên vương hiểu lầm là chính mình kiêu ngạo. Lấy thân thể phàm nhân, cuối cùng tới được mức độ này, thật sự là bất phàm. Huyễn hải tiên vương lộ ra dáng tươi cười, mấu chốt nhất là, người mới là tu vi bát tinh. Đây quả thực là khủng bố, chính là huyễn hải tiên vương cũng là cảm thấy không bằng. Lúc trước thời điểm ông ta bát tinh là chiến lược gì? Đến gần vô hạn cực hạn, nhưng cũng không có đánh vỡ. Không có cách, cái gì gọi là cực hạn, có thể tùy tiện đánh vỡ, vậy còn gọi là cực hạn sao? Nhưng thạch hạo đâu, rõ ràng chỉ là kim nguyên tiên bát tinh, nhưng chiến lược lại là sông lên thập ngũ tinh, quả thực chính là biến thái. Ông ta chính là tiên vương, sự tình phát sinh trong một vực, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của ông ta, cái gọi là bộ môn tuần tra, chỉ là ở thời điểm ông ta lười nhác chú ý chuyện dưới đáy mới có thể phát huy được tác dụng. Sự tình phát sinh ở trong thành thanh mông tử, huyễn Hải Tiên Vương nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đối với thực lực của Thạch Hạo cũng có hiểu rõ trên toàn phương vị. Người trẻ tuổi này ghê gớm, rõ ràng chỉ là Kim Nguyên Tiên, lại có thể đột phá quy tắc hạn chế của ông ta, ngay cả Ngọc Tiên đều không thể phi hành, hắn lại là làm được dễ dàng. Tương lai của kẻ này, thành tựu không thể đoán trước. Nhưng, cũng chính là như vậy, huyễn hải tiên vương mới có thể do dự. Dạo bước tiến lên tiên vương, nhất là khi ông ta chạy tới độ cao thất tinh, tự nhiên có tư cách biết một chút cơ mật trí cao. Tỷ như, muốn thành tựu tiên tôn mà nói, liền muốn đứng trước nguy hiểm đối lập cùng với những tiên tôn khác. Đừng nhìn tiên vương như bức không gì sánh được, nhưng ở trước mặt tiên tôn. Sự tình một kích miểu sát, cho nên, thạch hạo càng là yêu nghiệt, đừng nói tiên vương đều có thể, chính là tiên tôn cũng không phải là không có cơ hội trùng kích một chút, nhưng Nguyễn Hải Tiên Vương cũng càng là lo lắng, vạn nhất tư chất như vậy kinh động đến tiên tôn đâu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, chuyện như vậy xảy ra còn thiếu sao. Thế nhưng là, thiên tài như vậy đều không thu làm con rể mà nói, chẳng lẽ muốn tiện nghi cho những người khác. Nguyễn Hải Tiên Vương cười ha ha một tiếng, ông ta là Tiên Vương, tự nhiên không thiếu quả quyết, chỉ là ở trong đó liên lụy tới ái nữ duy nhất của ông ta, mới khiến cho ông ta hơi có chút do dự. Nhưng bây giờ, ông ta đã làm ra quyết định, phần xính lễ này của ngươi, ta nhận, ông ta ôn nhu nói, cái này tự nhiên đồng ý đem nữ nhi gả cho Thạch Hạo. Đa tạ nhạc phụ thành toàn, Thạch Hạo cung kính thi lễ một cái, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Kỳ thật, thời điểm khi huyễn hải tiên vương ở trước mặt hắn tự xưng là ta, Thạch Hạo liền biết, việc hôn sự này đã là ổn. Đi thôi, chuẩn bị một chút, qua mấy ngày liền cho các ngươi thành hôn. Huyễn Hải Tiên Vương nói ra, Thạch Hạo còn muốn nói điều gì cũng không có mở miệng. Hắn muốn đi đón phụ thân tới, nhưng Thạch Phong tại Hồng Võ Tiên Vực, nếu hắn trở về mà nói, khẳng định sẽ kinh động Hồng Võ Tiên Vương, như vậy, về sau hắn còn có thể đi chỗ Hồng Võ Tiên Vương cầu thân sao? A, à, Tiên Vương không cần mặt mũi, chỉ là một cái nghi thức mà thôi, nhân tài là trọng yếu nhất. Đi thôi, Huyễn Hải Tiên Vương phất phất tay, Thạch Hạo gật đầu, quay người rời đi, bên hồ Tô Mai còn đang chờ hắn, thấy Thạch Hạo trở về, nàng lập tức hỏi tiên vương nói thế nào. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, tự nhiên là chờ thành hôn. Tô Mai lộ ra vẻ hưng phấn, dùng sức bóp nắm đấm một chút. Lần này, thời tú tú hẳn là bị đả kích lớn. chương 1389, hôn lễ, hôn kỳ đã định ra, nhưng Thạch Hạo ngược lại không có cơ hội nhìn thấy Tô Mạn Mạn. Theo thuyết pháp của huyễn hải tiên vương, nữ hài tử đương nhiên phải thận trọng một chút, trước hôn lễ không được gặp mặt nhà trai, hơn nữa, chỉ có mấy ngày như vậy chẳng lẽ còn nhịn không được. Để Thạch Hạo kinh ngạc mà nói, thời gian cũng không có một tia phản ứng nào. Hắn đã từ nơi Tô Mai nghe nói, chuẩn nhạc mẫu của hắn muốn đem Tô Mạn Mạn gả cho Thời Vân, thân càng thêm thân, cũng làm cho quyền lực của quần tinh chi đỉnh được nắm giữ chặt hơn tại trong tay của nàng. Cho nên, đối phương an tĩnh như vậy, cái này không bình thường. Chờ tại lúc hôn lễ mới hướng ta phát đại chiêu sao. Thạch hạo thì thào, tiên vương gả con gái, há có thể bình thường. Nguyễn Hải Tiên Vương chẳng những mời một chút thế lực lớn trong bản vực tham gia, còn phát ra lời mời với mấy cái tiên vương xung quanh, để bọn họ mang theo hậu bối của mình đến uống rượu mừng. Mà Huyền Băng Tiên Vương tại Huyền Băng Tiên vực ở phía xa tự nhiên cũng nhận được lời mời, làm mẫu thân của Thạch Hạo, nàng thu được lời mời chính là sự tình không thể bình thường hơn được. Thạch Hạo cũng có chút nhức cả trứng, Huyền Băng Tiên Vương vẫn cho rằng hắn là tiên tôn chuyển thế, cho nên muốn thôn phệ hắn, thu hoạch bản nguyên tiên tôn của hắn, cho nên vị tiên vương vô cùng cường đại này có thể công nhiên xuất thủ đem hắn bắt về hay không đương nhiên huyền băng tiên vương tự nhiên sẽ đoán được phía sau hắn còn có một vị tiên tôn khả năng bất chấp nguy hiểm sẽ rất nhỏ nhưng là không thể không đề phòng thạch hạo vừa tìm được từ kim thử thu hồi tiên cư mà ông nam tình thì một mực trốn ở bên trong không chịu đi ra trượng phu của mình muốn cưới người khác mặc nàng có chuẩn bị tâm lý thế nào khẳng định vẫn là phi thường khó chịu cho nên nàng lựa chọn trốn tránh chỉ ít không cần tận mắt thấy một màn này. Ai bảo lúc ấy là chính nàng thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng đau lòng, nhưng không hối hận, thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh liền đến một ngày thành hôn của Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn. Khách khứa như mây, huyễn hải tiên vương hướng tiên vương khác phát ra lời mời, nhưng, do cũng không phải là chính ông ta thành hôn, mà chỉ là gả con gái, cho nên, tiên vương khác có thể cho chút thể diện, tới xem lễ, cũng có thể thoái thác, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, thế lực trong bản vực lại có cái nào dám cự tuyệt lời mời của tiên vương. Hơn nữa theo bọn họ nghĩ, đây chính là sự tình có mặt mũi, có thể thổi cả cuộc đời, cầu đều cầu không đến. Chỉ có hai nhà thế lực là tương đối xoắn suýt, hạ ra, cuồng lãng tông, trước đó thạch hạo từ tử thành đi ra, bay thẳng hướng về phía quần tinh chi đỉnh, một màn này đã bị tất cả mọi người thu vào trong mắt, cho nên, đồ đần cũng có thể đoán được, rể hiền của tô gia chính là thạch hạo. Như vậy, bọn họ trước đó truy sát thạch hạo, hiện tại sẽ gặp phải trả thù cỡ nào tiên vương rộng lượng nhưng thạch hạo đâu theo bọn họ biết tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt ngay cả con của tiên vương đều là dám xuống tay tâm trả thù khẳng định cực mạnh cho nên bọn họ chạy tới quần tinh chi đỉnh tham gia hôn lễ mà nói có phải là tự chui đầu vào lưới hay không đâu vấn đề là nếu tiên vương thật muốn xuất thủ bọn họ chạy đến đâu lại có hữu dụng sao không có cách bọn họ chỉ có thể kiên trì đi đến mà trên thực tế, hiện tại Thạch Hảo cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ. Tại dưới trợ giúp của hai hầu gái, hắn đang chọn lễ phục, đây là một khắc cực kỳ mỹ hảo trong nhân sinh, hắn nhất định phải đem một mặt tốt nhất của chính mình bày ra. Dù hắn không quan tâm, cũng phải suy nghĩ một chút cho tô mạn mạn. Suốt cục, hắn ăn mặc hoàn tất, đẹp trai, thật sự là đẹp trai. Hắn nguyên bản chỉ nhìn cũng đủ kinh thế hãi tục, hiện tại lại trang diện ăn mặc, càng là đẹp trai đến hủy thiên diệt địa hai hầu gái bên cạnh đã sớm nhìn trợn cả mắt lên, để Thạch Hạo lo lắng, thời điểm lúc này nếu có người xông vào, nói không chừng muốn hiểu lầm hắn đã làm cái gì đối với hai nàng này. Còn tốt, không có dạng hiểu lầm này phát sinh, người chủ trì tới, tiếp dẫn Thạch Hạo tiến đến hiện trường hôn lễ. Thời điểm khi hắn tiến vào, không khí hiện trường lập tức tăng vọt, thật nhiều người đều là lớn tiếng kêu lên. Trình diện ở đây, đều là thế lực ngọc tiên trong nguyễn hải tiên vực, cũng chỉ có bọn họ mới đủ tư cách tới đây trong những khách nhân này đã có lão nhân cũng có người trẻ tuổi mà ánh mắt của người trẻ tuổi nhìn về phía thạch hảo thì là tràn đầy ghen ghét lúc trước thạch hảo khắp nơi gieo rắc hào môn muốn cưới tô mạn mạn bọn họ căn bản xem thường kết quả đâu lúc này mới qua bao lâu người ta liền thực sự làm tới rể hiền của tô ra quả nhiên tán gái liền phải có da mặt dày sao bên hạ gia cuồng lãng tông kia thì là người người sắc mặt âm trầm thạch hảo thành con rể của tô ra đối với bọn họ mà nói đương nhiên là tin tức cực xấu thế nhưng là bọn họ lại dám tại trong hôn lễ của nhà tiên vương lộ ra biểu lộ không vui sao cho nên bọn họ đều là cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười xấu hổ giống như là nuốt sống mấy trăm con ruồi thạch hạo cũng nhìn thấy họ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười diễu cợt hắn khẳng định sẽ tìm những người này tính sổ sách nhưng hắn sẽ không vận dụng lực lượng của tô ra dựa vào chính mình không phải liền là ngọc tiên nha hắn tiến thêm một bước là có thể đương nhiên hạ gia chính là thế lực của tiên vương trước cực khả năng còn có thủ đoạn mà tiên vương lưu lại không thể coi thường trước mặc kệ hôm nay là ngày đại hỷ của hắn lúc này tân nương cũng từ một bên khác tiến vào đại điện sau đó trước mắt bao người tô mạn mạn trực tiếp khăn van đỏ nhấc lên hướng về phía thạch hạo nhìn lại trên gương mặt xinh đẹp mê người lập tức phun ra dáng tươi cười xinh đẹp không gì sánh được lúc này vô thanh thắng hữu thanh thạch hạo chỉ cảm thấy trái tim giống như chịu một kích nặng nề tràn đầy đều là hạnh phúc hắn hướng về phái tô mạn mạn gật gật đầu ý là ta rốt cục đến cưới ngươi tô mạn mạn cũng là hướng về phía hắn gật gật đầu biểu thị ta biết ta một mực biết sau đó tô mai liền tranh thủ đem khăn van đỏ của nàng đóng trở về xin nhờ hôm nay thế nhưng là lễ lớn của ngươi có bao nhiêu người nhìn xem đâu trường lĩnh tiên vương giá lâm thanh hà tiên vương giá lâm đông giang tiên vương giá lâm đột nhiên quan lại lớn tiếng kêu lên tựa như là đã dùng hết toàn lực, tiếng nói đều là có chút khàn khàn. Huyễn Hải Tiên Vương hết thảy liền mời bốn vị Tiên Vương, hiện tại ngoại trừ huyền băng Tiên Vương ra, tam đại Tiên Vương được mời đã cùng nhau mà đến, xem như cho Huyễn Hải Tiên Vương đủ mặt mũi. Dù sao, đây chính là Tiên Vương thượng phẩm, tam đại Tiên Vương giá lâm, Huyễn Hải Tiên Vương đều là tự mình đi ra ngoài đón, sau đó, liền nhìn thấy bốn vị đại nhân vật sóng vai đi vào. Tiên Vương A, chủ của một vực, cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên. Thạch hạo, mạn mạn, tới bái kiến mấy vị thúc thúc ba bá. bá. Huyễn hải tiên vương cười nói, một bên hướng về phía thạch hạo cùng tô mạn mạn ngoắc. Một đôi tân nhân lập tức tiến lên, hướng về phái ba vị tiên vương hành lễ. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Trường lĩnh tiên vương dẫn đầu nói, sau đó lấy ra một cái cái hộp nhỏ, hướng về phía thạch hạo đưa tới. Ây, đây là lễ vật cho các ngươi. Thạch hạo cùng tô mạn mạn vội vàng cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Sau đó, thanh hà tiên vương... Đông Giang Tiên Vương cũng là từng cái đưa lên hạ lễ, để Thạch Hạo ngứa ngáy trong lòng, Tiên Vương xuất thủ, sẽ không có phạm phẩm, nhưng đến tột cùng là cái gì đây? Nhưng ở ngay trước mặt Tiên Vương, hắn lại không tiện mở ra, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lòng hiếu kỳ. Ba vị đạo huynh, mời vào ngồi, Huyễn Hải Tiên Vương cười nói, ba người trường lĩnh Tiên Vương vui vẻ gật đầu, cùng Huyễn Hải Tiên Vương thượng vị ở một chỗ ngồi. Hôn lễ bắt đầu, người chủ trì lớn tiếng kêu lên, chậm, một thanh âm lại là đột ngột vang lên, chương 1390, nổi lên, tiên vương gả con gái, lại có thể có người phản đối. Tất cả mọi người là kinh ngạc, hướng về người phát ra âm thanh nhìn lại. Đây là một nữ tử, nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, mỹ lệ không gì sánh được, ung dung hoa quý. Thời tú tú, vợ của tiên vương, mẹ của tô mạn mạn. Cái này khiến tô mạn mạn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì người lên tiếng phản đối này, thế mà lại là mẹ của mình. Tại sao muốn phản đối, mà lại hết lần này tới lần khác lại là ở thời điểm này. Huyễn Hải Tiên Vương cũng sầm mặt lại, ông ta biết thê tử mình tại trên việc chọn con rể một mực có tính toán của chính mình, nhưng, ông ta chính là Tiên Vương, con gái muốn gả cho ai, đương nhiên phải do ông ta đến quyết định. Thạch hạo người này, thiên phú không thể chê, thành tựu tương lai không thể đong đếm, càng mấu chốt chính là, nữ nhi cũng ưa thích hắn. Cho nên, nhân tuyển con rể này là cực kỳ hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất, chính là thạch hạo rất có thể gây chuyện, hơn nữa, tương lai còn có thể khiến tiên tôn coi trọng. Thế nhưng là, vạn nhất thạch hạo có thể chịu nổi mà nói, vậy hắn liền sẽ thành tựu tiên tôn. Đây là sự tình như bức cỡ nào, nếu mà so sánh, thời vân chính là một thứ cặn bã. Có thể nói, dù cho không có thạch hạo xuất hiện, huyễn hải tiên vương cũng tuyệt không có khả năng đem con gái gả cho thời vân. Nhưng thời tú tú hết lần này tới lần khác lại chọn thời gian này mà nổi lên, đây là cố ý muốn để cho mọi người khó xử sao. Tú tú, Huyễn Hải Tiên Vương trầm giọng nói ra, trong giọng nói đã mang theo không vui rõ ràng. Thời Tú Tú lại không để ý tới ông ta, lắc lắc đầu nói, ta không đồng ý đem con gái gả cho hắn. Nha, tất cả mọi người nghe chút, đều là Trừng lớn hai mắt. Có dưa ăn, hơn nữa còn là dưa lớn siêu cấp, dưa của nhà Tiên Vương. Mẹ, vì cái gì? Tô Mạn Mạn trực tiếp hỏi. Thời Tú Tú nhìn Thạch Hạo một chút, lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn bất quá là tiểu tốt tử từ, từ phàm giới phi thăng lên tới. Có tư cách gì trở thành rể hiền của nhà Tiên Vương ta? Nhạc Mẫu đại nhân, ngài lời này liền không đúng." Thạch Hạo đè xuống tô mạn mạn sắp bão nổi, hướng về phía thời Tú Tú nói, "Ta đúng là từ phàm giới phi thăng lên tới, nhưng nhìn xem Tiên Vương đương thời, lại có mấy cái là từ thế lực Tiên Vương đi ra." Tương phản, phần lớn Tiên Vương đều là xuất thân bình thường, dựa vào cố gắng của mình mới lên. "Trường lĩnh đại nhân như vậy, Thanh Hà đại nhân như vậy, Đông Giang đại nhân cũng là như vậy." Thạch Hạo hướng về phía ba vị tiên vương từng cái nhìn lại, cũng thắng được ba vị tiên vương khẽ gật đầu, cho nên, xin nhạc mẫu đại nhân yên tâm, ta tất thành tiên vương. Câu nói sau cùng, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy lòng tin. Tất cả mọi người vì đó mà ngây người, một tên kim nguyên tiên mà thôi, lại kết luận chính mình tất thành tiên vương, đây là tin cỡ nào tự. Nhưng mà, tự tin như vậy lại là tràn đầy sức cuốn hút, để thật nhiều người đều là không khỏi gật đầu, biểu thị tán đồng. Về sau bọn họ liền chấn kinh, bởi vì câu nói này đổi bất cứ người nào nói ra, bọn họ đều sẽ khịt mũi coi thường. Vì cái gì, hỏi một chút ngọc tiên trong một vực liền tốt, trong bọn họ cái nào có nắm chắc sông lên tiên vương. Trong một vực, cơ bản chỉ có một vị tiên vương, hơn nữa tại sau khi một vị tiên vương đắc đạo, chỉ ít trong một hai trăm vạn năm sẽ không còn có tiên vương mới xuất hiện. Thành tựu tiên vương, chính là khó khăn như vậy, cho nên, bọn họ thế mà lại tin tưởng khoác lác do một tên kim nguyên tiên thả ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyễn Hải Tiên Vương thì là lộ ra ánh mắt vui mừng, ông ta biết rõ Thạch Hạo yêu nghiệt, người như vậy nếu còn không thể thành tựu Tiên Vương mà nói, còn có ai có thể. Ba người trường lĩnh Tiên Vương cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Thạch Hạo, người trẻ tuổi này tự tin như Tiên Vương Kim, để bọn họ đều là tin tưởng, tương lai Thạch Hạo có tư cách đứng tại bên cạnh của họ. Thời Tú Tú đầu tiên là sững sờ, cũng là bị lòng tin của A Thạch Hạo chấn kinh, nhưng bà ta lập tức lộ ra thần sắc sủi cười tiên vương có dễ thành như vậy sao? Nói đùa cái gì, ngươi không xứng với mạn mạn, không chỉ là bởi vì ngươi xuất thân thấp hèn, còn có. Ngươi đã sớm thành hôn qua, ta há có thể đem nữ nhi gả cho một cái phu quân đã kết hôn. Bà ta lập tức vạch nói, cái này, quá bén nhọn, tiên vương muốn mặt mũi hay không? Đương nhiên, trong một vực, tiên vương lớn nhất, ái nữ của tiên vương chẳng lẽ có thể gả cho người khác làm thiếp. Vấn đề là, thạch hạo cùng tô mạn mạn đã sớm tư đặt trước cả đời, mà ông nam tình mà nói, thì thuộc về cưỡng ép chen vào, mà thạch hạo tức thì bị đẩy ngược, thân bất do kỳ A. Chuyện này, thật lại không được thạch hạo. Hơn nữa, sau khi gả cho thạch hạo, vô luận là ông nam tình, tô mạn mạn, hay là ông nguyệt di tương lai, đều là không có địa vị có khác nhau, đều là thê tử của thạch hạo, đều là hồng nhan chi kỷ của hắn. Nhưng loại chuyện này, đóng cửa lại đến từ người nhà nói một chút đương nhiên không có vấn đề, nhưng cầm đi ra thảo luận, vậy người khác khẳng định sẽ nghĩ, trong đó tất có một cái là chính thê a à. hoàng đế có thê tử nhiều như vậy đều có phân chia cái cung gì đâu sắc mặt nguyễn hải tiên vương hơi có chút khó coi ông ta biết mình thê tử nóng lòng quyền lực cùng muội muội một mực minh tranh ám đấu nhưng cái này dù sao không có ảnh hưởng gì ông ta cũng không quan tâm cả đời tiên nhân dài rằng giặc cỡ nào dù sao cũng phải tìm chút yêu thích để đuổi một ít thời gian không phải vậy liền thật sự là quá buồn tẻ thế nhưng là người vì chút dục vọng quyền lực này của mình lại đi phá hư hạnh phúc của con gái cái này quá ông ta có thể đem thời tú tú lập tức đưa đi nhưng câu nói kia đã nói ra ảnh hưởng đã tạo thành cũng không phải là đem người đưa đi thì có thể tiêu di tô mai thì là cưỡng ép áp chế vui sướng trong lòng thời tú tú nháo trò như thế khẳng định tại trong lòng tiên vương đã bị trừ điểm thật to về sau thế lực của thời tú tú tất sẽ suy yếu mà nàng thì có thể thừa cơ quật khởi vì cái gì thời tú tú ngu xuẩn như thế lại gây sự vào lúc này đâu bởi vì chỉ có như vậy mới có khả năng phá hủy việc hôn sự này. Vì để nữ nhi gả cho thời vân, thời tú tú nhất định phải làm ác nhân này. Mà theo câu nói này của thời tú tú truyền ra, tất cả mọi người là xôn xao. Thạch hạo thế mà đã kết hôn, người đã kết hôn, thế mà còn dám hướng tiên vương cầu thân. Cái này, tiên vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thạch hạo, ta hỏi ngươi, người đã kết hôn, đây có phải là thật hay không? Thời tú tú đã mở cung, tự nhiên là mũi tên không quay đầu lại, thạch hạo không có phủ nhận, nói, không sai, thời điểm ta tại phàm giới liền cưới một người, bất quá, ngươi thừa nhận liền tốt. thời tú tú căn bản không cho thạch hạo có cơ hội giải thích, quay đầu hướng nguyễn hải tiên vương nói, ta không cho phép ngươi đem nữ nhi gả cho người như vậy. sắc mặt nguyễn hải tiên vương cực kỳ âm trầm, hạnh phúc của con gái là thẻ đánh bạc để ngươi đùa bấn quyền lực sao? ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ đem con gái gả cho thời vân. Nói đùa cái gì, nếu ông ta muốn khư khư cố chấp, ai có thể ngăn cản, hơn nữa, ai lại dám chê cười. Ông ta chính là tiên vương, lại nói, thạch hạo tất có một ngày thành tựu tiên vương, đến lúc đó, ai lại dám chê cười tô mạn mạn. Hạo nhi, nếu người ta không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, vậy liền theo vi nương đi thôi. Lúc này, một thanh âm thăm thẳm truyền tới, có thể để thân thể người ta đều là đông kết lại. Huyền băng tiên vương giá lâm, lần này, náo nhiệt chương 1391, đấu pháp, huyền băng tiên vương không xin phép mà vào. Tất cả mọi người là nhìn sang, đây là vị tiên vương thứ năm trong toàn trường. Đều nói huyền băng tiên vương là hộ con của ma, quả nhiên không giả, cái này vừa lên đến liền đội A. Thạch hạo cũng là nhe răng ở trong lòng, người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao. Nếu là theo huyền băng tiên vương trở về, hắn còn có thoát thân cơ hội. Trương Thiên Dục đã nói, y sẽ không lại đi theo phía sau mình chùi đít. Khí thế tiên vương cường đại cỡ nào, thời tú tú cho dù là vợ của tiên vương, cũng coi là thường xuyên có thể tiếp xúc đến tiên vương, nhưng, dưới sự đè ép của huyền băng tiên vương, vẫn là ngăn không được thân rung động. Đây chính là tiên vương, vương của một vực. Huyến hải tiên vương nhẹ nhàng phẩy tay, nói, huyền băng đạo hiếu, còn xin bất giận. Thực lực tiên vương thất tinh nở rộ, lập tức liền đem khí thế mà huyền băng tiên vương phát ra cắt đứt. Bất kể nói thế nào, thời tú tú đều là thê tử của ông ta, chuyện của hai người có thể đóng cửa lại đến xử lý nhưng tại thời điểm đối ngoại ông ta tự nhiên muốn giữ gìn thê tử huyền băng tiên vương tới đây y nguyên chỉ là một đạo thực lực hóa thân nhị tinh cho nên nàng tự nhiên không cách nào đối kháng với nguyễn hải tiên vương bất quá nàng cũng không có muốn cứng rắn cùng nguyễn hải tiên vương sau một tiếng hừ hướng về phía thạch hạo nói cùng vi nương trở về hộ con cuồng ma thật sự là hộ con cuồng ma a à, ngươi nhìn không thể gặp nhi tử chịu chút điểm ủy khuất cái này đã muốn nhi tử trở về thạch hảo thì là nhe răng một chiêu này của huyền băng tiên vương rất là muốn mạng a à, có lý có cứ chính là huyễn hải tiên vương cũng không tiện ép hắn ở lại có đúng hay không dù sao là do huyễn hải nhất mạch dẫn đầu hướng thạch hạo đối kháng mẹ a à, ta thích mạn mạn không phải mạn mạn không cưới hắn lập tức một mặt kiên định nói không phải liền là bão tố đùa dẫn sao đến huyền băng tiên vương lập tức nói thiên hạ to lớn lo gì tìm không thấy cỏ thơm mẹ nó ngươi đây tuyệt đối là cố ý quả nhiên nguyễn hải tiên vương biến sắc mà thời tú tú cũng là nổi giận bà ta có thể ghét bỏ thạch hạo nhưng ở trong nội tâm bà ta đương nhiên là sủng ái nữ nhi cho rằng nữ nhi là tốt nhất hiện tại huyền băng tiên vương thế mà ở trước mặt mọi người nói ra lời như vậy để bà ta làm sao có thể không giận ngươi lại dám ghét bỏ nữ nhi của ta cái này mặc dù làm thỏa mãn tâm ý của bà ta nhưng cũng để bà ta phẫn nộ không gì sánh được mẹ đây là chuyện của ta ngài cũng không cần quản Thạch hạo vội vàng nói, hắn nhìn về phía tô mạn mạn đời này ta không phải mạn mạn không cưới thời điểm nói đến một câu sau hắn thâm tình không gì sánh được cái này thứ nhất là đang bão tố đùa giỡn cùng huyền băng tiên vương thứ hai mà nói hắn cũng là chân tâm thật ý cho nên tự nhiên càng thêm giàu sức cuốn hút tô mạn mạn thoạt đầu cũng có chút không vui nhưng nghe đến thạch hạo thâm tình tỏ tình nàng lập tức đem con mắt cười thành vành trăng khuyết đồng dạng lấy ánh mắt thâm tình nhìn về phía thạch hạo một đôi tân nhân Cảm mến tình lữ, tại dưới vạn chúng chú mục thâm tình đối mặt, cuồng vung thức ăn cho chó. Hừ, huyền băng nhất mạch ta há lại có loại người không có cốt khí này. Huyền băng tiên vương tiếp tục nói, còn không mau mau cùng vi nương trở về. Hôm nay, ta coi như đoạn tuyệt quan hệ cùng huyền băng nhất mạch, cũng nhất định phải cưới mạn mạn. Thạch hạo nói ra, cái này, huyền băng tiên vương xứng sở, đây là làm khó rồi. Nàng hiện tại chỉ có thể duy trì thạch hạo, bằng không... Thạch Hạo vừa vẫn có thể cùng nàng hoàn toàn phủi sạch quan hệ, đến lúc đó, nàng còn muốn đem Thạch Hạo sách về, liền không có một cái lý do rất tốt. Tiểu tử này, thật sự là gian trá ha, người khác lại không biết, nghe lời nói của Thạch Hạo, đều là lòng sinh cảm động. Nghe một chút, nhìn xem, đây mới gọi là mối tình thắm thiết, vì người yêu, ngay cả bối cảnh tiên vương đều là nói không cần là không cần. Huyễn Hải Tiên Vương nguyên bản có chút sinh giận, nhưng nghe Thạch Hạo nói lời này, liền không khỏi lộ ra dáng tươi cười hiện tại thái độ của huyền băng tiên vương đã không trọng yếu thạch hạo biểu hiện như vậy để ông ta còn có cái gì mà do dự hôn lễ tiếp tục ông ta vung tay lên một lời định càn khôn thời tú tú không tiếp tục lên tiếng bà ta đã đại náo ở trước mặt mọi người nhưng nguyễn hải tiên vương vẫn là khăng khăng làm vậy vậy bà ta còn có thể nói cái gì huyền băng tiên vương thì là khẽ nhíu mày nàng người mang bí mật lớn không dám lộ thực lực ra ngoài cho nên xuất động cũng là hóa thân tiên vương nhị tinh ở trước mặt nguyễn hải tiên vương chút thực lực ấy hiển nhiên không đáng chú ý cho nên muốn cương ép đem thạch hạo mang đi đây là sự tình không thực tế bất quá thạch hạo đã một lần nữa hiện thân mà nàng vẫn là thân gia của nguyễn hải nhất mạch cho nên nếu nàng muốn tìm hiểu động tính của thạch hạo nguyễn hải nhất mạch chắc chắn sẽ không giấu giếm nàng cũng tốt hóa thân tu đến tiên vương cửu tinh đỉnh phong của nàng còn chưa đủ chín cái không đủ để trùng kích tiên tôn dù sao cũng muốn chờ vậy liền lại nuôi thả thạch hạo một đoạn thời gian chỉ cần hành tung của đối phương không thể làm gì là được rồi nghĩ tới đây nàng cũng liền lộ ra dáng tươi cười dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói người đứa nhỏ này nếu ngươi đã ưa thích vi nương chẳng lẽ sẽ thật sự phản đối sao nhẹ nhàng nói một câu lại khôi phục thiết lập nhân vật hộ con cuồng ma của nàng thạch hạo thở dài cái này cho thấy huyền băng tiên vương tặc tâm chưa chết a à? cũng tốt chúng ta liền đến đấu đấu hết thảy đều kết thúc hôn lễ tiếp tục cử hành mọi người đều là nâng nghi ngựa uống một mảnh hoan thanh thiếu ngữ mà duy nhất không đầy chính là mấy người thời gian kia nhất là thời vân gã đã sớm đem tô mạn mạn trở thành độc chiếm của chính mình nhưng bây giờ tô mạn mạn lại thành thê tử của người khác để gỡ có loại buồn bực xấu hổ xanh mơn mởn trên đầu gã tuyệt đối không cách nào dung nạp mấy người thời gian nhìn xem lẫn nhau đều là từ trong ánh mắt đối phương thấy được hàn ý nhất định phải đem thạch hạo diệt trừ bằng không mà nói chỉ bằng hôm nay bọn họ ngăn tiến hành đám cưới tương lai Thạch Hảo cũng tất đứng tại đối lập bọn họ. Thạch Hạo lại tạm thời không có suy nghĩ sự tình làm sao báo cừu, hôm nay là ngày đại hỷ của hắn cùng Tô Mạn Mạn, hắn chỉ cần thỏa thích hưởng thụ niềm hạnh phúc như vậy là được rồi. Nhỉ, một đôi tân nhân bị đưa vào động phòng, nơi đây tỉnh lược ba vạn chữ, bởi vì 7 ngày sau, Thạch Hạo mới cùng Tô Mạn Mạn đi ra, dù thể phách Thạch Hạo cường hoành, hiện tại bước chân đều có chút tung bay, có thể thấy được 7 ngày này hắn là ra sức đến cỡ nào. Lại nhìn Tô Mạn Mạn, một cái gọi là mặt mày tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, tô mạn mạn đề nghị, lưu tại quần tinh chi đỉnh mà nói, thạch hạo đã kết đoán cùng thời gian, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sẽ chỉ làm quan hệ càng náo càng cương, cho nên, còn không bằng nhanh chóng rời đi, mọi người nhìn không thấy lẫn nhau, cũng tiết kiệm một chút phiền phức. Dù sao, một bên là trượng phu, một bên là mẫu thân, tô mạn mạn cũng thật khó khăn. Được, thạch hạo gật đầu, hai người đi tìm huyễn hải tiên vương nói ra sự tình muốn đi lưu lạc thiên nhai. Nếu như chỉ có một mình tô mạn mạn, vậy huyễn hải tiên vương tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng, nữ nhi gả cho người, đó chính là nước đã đổ ra. Lại nói, thạch hạo mạnh như vậy, khẳng định có thể bảo hộ nữ nhi. Thế là, huyễn hải tiên vương gật đầu, đi đi, tô mạn mạn tay cầm tín vật, hưu, một vệt ánh sáng đưa nàng cùng thạch hạo bao khỏa, lấy tốc độ cực nhanh bay khỏi quần tinh chi đỉnh. Mà tại đi không lâu sau khi bọn hắn rời đi, thân ảnh thời vân xuất hiện, sau lưng còn đi theo một lão giả dáng người khô gầy. Hưu, bọn họ cũng rời khỏi quần tinh chi đỉnh, chương 1392, chặn đường. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn dạo bước mà đi, tiếp đó, người muốn đi hùng võ tiên vực sao? Tô Mạn Mạn hỏi, Thạch Hạo thì là chậm rãi lắc đầu, hiện tại đi hùng võ tiên vực mà nói, hắn lấy cái gì hướng hùng võ tiên vương cầu thân đâu? A, à, ngươi lần trước hướng Nguyễn Hải nhất mạch cầu hôn, xính lễ chính là tiên vương kim, đến chỗ ta này thế mà liền dùng những vật khác lừa gạt sao? ta không có mặt bài như thế sao? Cho nên, Thạch Hạo làm sao cũng phải chuẩn bị một kiện xính lễ đem ra được. Ai, thật sự là làm khó hắn. Tiên vương kim là hy hi hữu cỡ nào, chính là thật nhiều tiên vương cũng là tại sau khi đắc đạo, mới có cơ hội thu hoạch, mà hắn đã được đến hai khối, có thể dễ dàng lần nữa lấy ra khối thứ ba như vậy sao? Trừ phi, ánh mắt thạch hạo sáng lên, cấm địa, vô số năm trôi qua, có đếm không hết tiên vương kẻ trước người sau tiến vào chỗ kia, tìm kiếm vô thượng đại dược, ý đồ sống thêm ra một thế. Nhưng, tuyệt không chỉ có phần lớn tiên vương đều là chết tại bên trong, chính là Chuẩn Thiên Tôn cũng là như vậy, không thể ở bên trong tìm tới siêu cấp đại dược, kéo dài tính mạng cho mình. Tiến vào cấm địa, tu vi rất trọng yếu, nhưng lại không phải là trọng yếu nhất. Như Chuẩn Thiên Tôn đều đã chết bên trong, mà lão cổ lại là còn sống đi ra, nói rõ tu vi cũng không phải là tính quyết định, nhưng thực lực càng mạnh, khẳng định có thể tiến hành thăm dò tốt hơn. Tốt Vậy liền tiến vào cấm địa, hắn đã là Kim Nguyên Tiên Bát Tinh, thiên tài địa bảo có thể làm cho tu vi của hắn tiêu thăng là càng ngày càng ít, cho nên chỉ có trong cấm địa mới có thể cung cấp đồ vật cần có để hắn nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, cái này cũng là liều mạng tiến hành, thế nhưng là, võ giả tu hành không phải liền là như vậy sao? Đi cấm địa, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mạn Mạn, người cùng nam tình còn có con chuột kia lưu lại, không cần mạo hiểm. Tô Mạn Mạn lập tức lắc đầu, không được, ta phải bồi ngươi. Nếu như ngươi chết, ta cũng không sống, nếu ngươi bình an, vậy ta đợi tại trong tiên cư, cũng có thể bình an vô sự. A, à, nói hay lắm có đạo lý. Thạch Hạo đem ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử cũng thả ra, hỏi thăm ý kiến của bọn họ. Ta đi theo ngươi, ông Nam Tình lập tức nói ra, không chút do dự. Tử Kim Thử thì là nhe răng, "Tiểu tử, ngươi bây giờ đi cấm địa còn quá sớm một chút, dù sao chỉ là Kim Nguyên Tiên, ngay cả Ngọc Tiên đều không có bước vào. Không bằng lại chậm rãi a." À thạch hạo lắc đầu đừng nói ngọc tiên chính là tiên vương tiên tôn đều là không an toàn vậy ta chẳng phải là đời này đều sẽ không đi cấm địa yên tâm ta tin tưởng mình nhất định sẽ biến nguy thành an tử kim thử trái lo phải nghĩ cuối cùng là gật gật đầu tốt a à, ra liền bồi ngươi điên cuồng một chờ. a à, con chuột này thế mà không sợ chết rồi thạch hạo kinh ngạc ngươi là uống lộn thuốc sao phi ra khó được lúc muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ ngươi thế mà đả kích ra như vậy Tử Kim thử tức giận mà nói, "Được, ra không phụng bồi." Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, trấn an Tử Kim thử một chút, rốt cục để con chuột này bình tĩnh lại. Hiện tại vấn đề là cấm địa ở đâu? Trung tâm tiên giới, Tô Mạn Mạn nói ra. "A, à, lại là trung tâm tiên giới." Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vẫn cho là cấm địa hẳn là tại biên giới tiên giới, dạng này mới phù hợp với tư duy bình thường. "Tốt a, à, trung tâm thì trung tâm." Xuất phát, ba người hướng về phía vực tường mà đi, mấy ngày sau bọn hắn liền đi tới địa phương thạch hạo lập lại chiêu cũ lấy tiên vương khí tại trên vực tường đào ra một cái lỗ hổng nhỏ sau đó lấy giới tử tu di thuật thu nhỏ thân thể lại đem hai nữ cùng tử kim thử thu vào trong tiên cư dễ dàng liền thông qua mà đi trong nháy mắt sau khi bọn hắn rời đi hưu một bóng người lướt gấp tới nói chính xác hẳn là hai người chỉ là một người là bị kẹp ở dưới vai thời vân gã cùng tên lão giả khô gầy kia một mực đi theo ba người thạch hạo nhưng ở trong nguyễn hải tiên vực bọn họ lại sao dám loạn độc, thần niệm tiên vương ở khắp mọi nơi, mà trong đó càng có một người là con của tiên vương, huyễn hải tiên vương tự nhiên sẽ phân một đạo thần niệm ở trên thân tô mạn mạn. Cho nên, ở chỗ này ai dám làm loạn đối với bọn tô mạn mạn. Thậm chí, bọn họ đều là không dám tới gần quá mức. Thẳng đến khi thạch hạo phá vỡ vực tường, trực tiếp xuyên qua, hai người mới ý thức không ổn, vội vàng đuổi theo, thế nhưng là, ba người thạch hạo đã xuyên qua vực tường. Tại trước mặt vực tường, Chính là Ngọc Tiên cũng chỉ có thể dừng bước, đến khi tìm tới địa phương cực kỳ yếu kém mới có cơ hội xuyên qua. Bọn họ hiển nhiên đều không có tu giới từ tu di thuật, không có cách nào đi qua thông đạo mà Thạch Hạo lưu lại, lại nói, bản thân vực tường cũng có năng lực chữa trị nhất định, lỗ hồng Thạch Hạo đào vốn là nhỏ, hiện tại đã một lần nữa khép kín, chỉ là muốn mở lại thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. "Nhanh, đi tìm chỗ bạc nhược trên vực tường, không thể mất dấu bọn hắn." Thời Vân vội vàng nói, lão giả khô gầy gật đầu. Lão là ngọc tiên của thời gia nhất mạch, cho nên, mặc dù tu vi của lão còn cao hơn Thời Vân, nhưng lại là một cái nhân vật nghe lệnh làm việc. Hưu, lão mang theo Thời Vân rời đi, tại trên vực tường tìm kiếm cũng vượt qua được. Ba người Thạch Hạo không biết phía sau còn đi theo hai người Thời Vân, bọn hắn một đường du sơn ngoạn thủy, hướng về trung tâm tiên giới mà đi. Đoạn đường này, bọn hắn đại khái muốn vượt qua 16 cái tiên vực, có thể nói, đây là một cái quá trình 10 phần khá dài. Không sao, Thạch Hạo vừa vặn tu luyện một chút, tài nguyên trong tay hắn còn rất nhiều, xông lên cửu tinh tuyệt không có vấn đề, thậm chí đánh vỡ cực hạn đều không khó, nhưng phía trên cực hạn lại không được. Tại sao muốn chọn đi cấm địa vào lúc này? Không chỉ là bởi vì Thạch Hạo hiếu kỳ, cũng bởi vì hắn cần tài nguyên trong cấm địa. Bọn hắn vượt qua từng cái tiên vực, mà tại phía sau bọn hắn, hai người thời vân cũng đang không ngừng đuổi theo, lại luôn kém một đường. Sau khi đuổi qua mấy cái tiên vực, lão giả khô gầy kia bỗng nhiên kịp phản ứng bọn hắn muốn đi cấm địa, cái gì, thời vân lập tức giật nảy mình, cấm địa, đây chính là địa phương mà tiên vương đều muốn nghe đến đã biến sắc, mấy người kim nguyên tiên, ngân linh tiên các người lại dám đi chỗ kia. Không muốn sống nữa, nhất định phải tại trước khi bọn hắn đuổi tới cấm địa thì ngăn cản lại. Gã quả quyết nói ra, nếu tô mạn mạn tiến vào cấm địa, sau khi trở về thời tú tú nhất định sẽ nuốt sống gã. Lão giả khô gầy gật đầu, bắt đầu không tiếc tiêu hao đại lượng lực lượng, ra tốc mà đi nửa năm sau thạch hạo rốt cuộc đi tới cái tiên vực cuối cùng vượt qua vực tường nơi này liền có thể tiến vào cấm địa trong tay thạch hạo còn có một tấm địa đồ của cấm địa đến lúc đó sau khi đối chiếu vị trí hắn liền theo chỗ ký trên hình di bảo của một vị chuẩn tiên tôn vẫn là đáng giá thu lấy một chút mà lúc này tu vi của hắn cũng đạt tới bát tinh đỉnh phong thạch hạo không chút do dự lập tức bắt đầu đột phá với hắn mà nói cửu tinh cũng không thể gọi là gông cùm xiềng xích bởi vậy chỉ là hai canh giờ sau, Thạch Hạo liền thành công tiến thêm một bước, trở thành Kim Nguyên Tiên Cửu tinh. Trên ý nghĩa đây là cuối cùng của Kim Nguyên Tiên phổ thông, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, lại ngay cả điểm xuất phát cũng không bằng. Thập tinh mới thật sự là cất bước, sau khi đột phá, ba người tiếp tục đi đường, lại tốn nửa ngày thời gian, bọn hắn đi tới trước một đạo vực tường cuối cùng, nhưng còn không có đợi bọn hắn tới gần, liền thấy phía trước đang có hai người đang chờ bọn hắn. Thời Vân, lão giả khô gầy chương 1393, trở mặt động thủ. Thời Vân, tô mạn mạn sướng sờ, người ở chỗ này làm cái gì? Thời Vân cười nhạt một tiếng, tự nhiên là mang người trở về. Tô mạn mạn lập tức lộ ra vẻ giận dữ, người là điên rồi sao? Thứ nhất, nàng thế nhưng là con gái tiên vương, thứ hai, nàng càng đã lập gia đình, cho nên, thời vân có cái lập trường gì để ý tới nàng? Đây là ý tứ của Di Nương, thời vân lại nói một câu, để trái tim tô mạn mạn lập tức băng giá. Nguyên lai mẫu thân chẳng những còn không có tiếp nhận Thạch Hạo, hơn nữa còn tạc tâm bất tử, Y Nguyên muốn chia rẽ nàng cùng Thạch Hạo. Người nhìn Thời Vân thế nhưng là mang theo Liễu tứ bình cùng đi Liễu tứ bình là ai? Là Ngọc Tiên mà Thời Gia khổ tâm bồi dưỡng ra được, từ nhỏ đã bị tẩy não, đối với Thời Gia trung thành không gì sánh được. Động thủ đi, Thời Vân không có nói nhảm quá nhiều, hướng về lão giả khô gầy nhẹ gật đầu. Đêm dài lắm mộng, lúc trước chỉ là cảnh cáo Thạch Hạo một chút, không có động thủ, kết quả đây người ta thế mà đi tới quần tinh chi đỉnh cưới đi biểu muội của gã nhưng là gã tuyệt sẽ không tái phạm dạng sai này lão giả khô gầy dạo bước mà ra hai mắt thì là nhìn chằm chằm vào thạch hạo đem hắn một mực khóa chặt ngọc tiên không xuất thủ thì vậy vừa ra tay tất nhiên long trời lở đất thạch hạo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt tựa hồ hoàn toàn không có đem lão giả khô gầy để ở trong lòng nhưng lực chú ý lại là tập trung không gì sánh được vung tay lên, đã đem ông Nam tình cùng tô mạn mạn đưa vào trong tiên cư. Còn có ra đâu, tử kim thử ở một bên kêu lên, người nhà gặp sắc quên bạn, biết rõ ra sợ chết sợ đau, thế mà cũng không chiếu cố lấy ra một chút. Thạch hạo không có để ý tới, con chuột này rất lợi hại, nào có yếu ớt như vậy. Oanh, lập tức, lão giả khô gầy động, một tay nhô ra, lực lượng vô tận cùng tiên tắc ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ bầm đen, hướng về phía thạch hạo bắt tới. Một trào này, tỏa thiên khốn địa, để thạch hạo căn bản không chỗ có thể trốn ngọc tiên tứ tinh chính là nghiêu bức như vậy đáng tiếc là thạch hạo nắm giữ thuấn di hưu thân hình hắn lóe lên đã mang theo tử kim thử thoát ra phạm vi bao phủ của đại thủ a à, lão giả khô gầy phát ra một tiếng ngạc nhiên lão thấy đây cũng là sự tình việt không có khả năng phát sinh nhưng dù sao lão cũng là người của quần tinh tri đỉnh lập tức tỉnh ngộ tới thuấn di phù người ta là con trai của huyền băng tiên vương mà vị tiên vương này lại có danh xưng hộ con cuồng ma, đưa nhi tử mấy tấm thuấn di phù tự nhiên là chuyện rất bình thường. Bất quá, thuấn di phù lại có thể có mấy tấm, người có thể không dùng hết sao. Lão không có để ở trong lòng, tiếp tục xuất thủ. Oanh, 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 lão không ngừng mà xuất thủ, mà thạch hạo cũng không ngừng thuấn di, để biểu lộ của lão giả khô gầy trở nên nhìn khá hơn. Mẹ nó, người thật có thuấn di phù dùng không hết sao. Đây quả thực biến thái A, từ đầu đến giờ, Thạch hạo hết thảy đã thuấn di bao nhiêu lần. Chí ít mấy trăm lần, huyền băng tiên vương đây là điên rồi sao, thế mà chế tạo ra nhiều thuấn di phù như vậy. Phải biết, dù là đối với tiên vương mà nói, chế tác thuấn di phù cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Nhưng tiên vương chẳng lẽ là không có chuyện làm, mỗi ngày nhàn rỗi. Đương nhiên không phải, tiên vương muốn tu luyện, tiên vương còn muốn tỏa chấn chỗ bạc nhược giữa hai giới, để phòng tu la giới giết tới, cho nên, ở đâu ra thời gian chế tác ra nhiều thuấn di phù như thế. Hộ con cuồng ma, thật là hộ con cuồng ma. Lão giả khô gầy không ngừng mà đậu đen rau muống ở trong lòng, nhưng thuấn di phù của thạch hạo lại thật tốt, giống như là dùng mãi không hết, còn đang không ngừng mà thuấn di, thuấn di, thuấn di, để lão không có biện pháp nào, chỉ có thể cực khổ vô ích đuổi theo sau lưng thạch hạo. Muốn giết người như vậy, một cái ngọc tiên sao đủ. Ít nhất phải xuất động người vị, phong tỏa phạm vi có thể thuấn di của tiểu tử này, như vậy, vô luận hắn thăm dò từ nơi nào, đều sẽ lọt vào đón đầu thống kích. Chỉ cần có một kích thành công, vậy lấy Ngọc Tiên cường đại, Thạch Hạo tự nhiên chỉ có một con đường chết. Vấn đề là, hiện tại liền chỉ có một mình lão, thì như thế nào có thể làm đến đâu? Chỉ có thể hao, hao tổn đến khi Thạch Hạo đem thuấn di phù sử dụng hết. Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào, đã chú định lão chỉ có thể cực khổ vô ích. Bất quá, Thạch Hạo là loại người bị đánh mà không hoàn thủ kia sao? Đương nhiên không phải. Ngọc Tiên hắn tạm thời đánh không lại, nhưng trong Kim Nguyên Tiên, còn có ai là đối thủ của hắn? Khả năng có, nhưng tuyệt đối ít đến thương cảm, hơn nữa cũng không bao gồm thời vân ở trong đó. Hưu, sau khi Thạch Hạo lần nữa thuấn di, đột nhiên đi tới trước người thời vân. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao to xuất hiện ở trước mặt mình, thời vân đương nhiên giật mình kêu lên, sau đó, lông tơ toàn thân gã đều là dựng lên. Quá khoa trương, người rõ ràng tại bị một tên Ngọc Tiên truy sát, nhưng thế mà còn có lúc dỗi rãi xuất hiện ở trước mặt ta, rõ ràng muốn ra tay với ta, cái này để người ta làm sao tin tưởng. Nhưng mà, Thạch Hảo đã vung một trường vô tới, thời vân hoảng hốt, vội vàng đưa tay đón đỡ, gã chỉ cần có thể ngăn cản được một kích, như vậy lão giả khô gầy liền có thể kịp thời chạy tới, vậy Thạch Hảo còn muốn cậy mạnh động thủ, dĩ nhiên chính là tự tìm đường chết. Hưu, lão giả khô gầy cũng đúng là đuổi gấp tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà, một tay Thạch Hảo vồ xuống, căn bản không thể ngăn cản. Hai tay thời vân mặc dù oanh ra, nhưng công kích đánh ra lại phẳng phất như đánh vào trên miếng sắt, căn bản không tạo nên chút tác dụng nào, đại thủ này thế như trẻ tre, đã là bắt lấy cổ của gã, lập tức để lực lượng của gã tán loạn, không còn chút sức chống cự nào nữa. Sau đó, thạch hạo thuấn di một cái, rời xa lão giả khô gầy. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, hiện ra thực lực vô cùng cường đại của thạch hạo, Lão giả khô gầy quả thực phát điên, trong lòng càng đem thời vân mắng gần chết. Phế vật, thực tình là phế vật, cùng là kim nguyên tiên, người thế mà ngay cả một chiêu của người ta cũng đỡ không nổi. Loại cặn bã như người này, thế mà cũng xứng với bốn chữ quần tinh chi đỉnh. Phế vật, thời vân cũng đang mắng to, người tên phế vật này, thế mà để bản thiếu bị bắt, còn không mau tới cứu bản thiếu. Lão giả khô gầy im lặng, người tốt xấu cũng cần một chiêu A, dễ dàng liền bị bắt như vậy, để cho ta làm sao tới cứu người được nhưng lão từ nhỏ đã bị tẩy não đối với thời gian phải trung thành cái này đã khác ở chỗ sâu trong linh hồn của lão bởi vậy cho dù lão đường đường là ngọc tiên nhưng đối mặt với người thời gian lão y nguyên chỉ có phần nghe lời hưu lão triển khai thân pháp hướng về phía thạch hạo truy kích mà đi thạch hạo không ngừng thuấn di căn bản không có để ý tới lão giả khô gầy ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên thân thời vân người tiểu nhân hèn hạ này vì đem ta trừ bỏ người thật đúng là nhọc lòng a à. thời vân hừ một tiếng nói, không biết ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì. Ta thế nhưng là người của quần tinh chi đỉnh, càng là biểu ca của mạn mạn, ngươi chẳng lẽ còn dám hướng ta ra tay. Thạch hạo không để ý đến, hỏi, người hạ ra kia, có phải là ngươi giết hay không? Ngươi càng nói càng thái quá, cái gì hạ ra đông ra, có quan hệ gì với ta? Thời vân đẩy sạch sẽ, dù sao chết không đối chứng, chỉ cần gã cắn không hé miệng, ai có thể chứng minh là gã hạ sát thủ. Ta cảm thấy là ngươi, thì đó chính là ngươi. Thạch Hảo từ tốn nói, ngươi vụ oan hại ta, ta liền giết ngươi, công bằng A. Công bằng em gái ngươi, thời vân không thể nào tiếp thu được, ta rõ ràng cắn chết không có thừa nhận, ngươi không thể không thèm nói đạo lý như thế A. chương 1394, oanh sát thời vân. Không phải ta, không phải ta, gã kêu lớn, biểu muội ngươi mau ra đây, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lúc này, cũng chỉ có tô mạn mạn mới có thể cứu gã. Gã biết, Tô mạn mạn mặc dù tại trong tiên cư, nhưng, tuyệt đối nghe được gã, cũng thấy hình dạng của gã. Ha ha, nếu ta nói là ngươi, thì đó chính là ngươi, cự tuyệt tiếp nhận phản bác. Thạch hạo từ tốn nói, để tình ngươi là biểu ca của mạn mạn, đồng ý cho ngươi lưu lại di ngôn. Di ngôn cái quỷ A, ta không muốn chết, không muốn chết. Phế vật, mau tới cứu ta. Nhanh, thời vân quả thực muốn rách cả mí mắt, hướng về phía lão giả khô gầy lớn tiếng kêu lên. Lão giả khô gầy còn đang đuổi, nhưng ở trước mặt thuấn di phiêu hồ bất định, lão có nhanh hơn thì lại có thể có làm được cái gì. Trừ phi, lão có thể đạt tới cấp bậc tiên vương, tại trong nháy mắt thạch hạo thăm dò liền đem hắn cầm xuống, căn bản không cho thạch hạo lần nữa có cơ hội thuấn di. Đáng tiếc, lão làm không được, cho nên, thời vân chỉ có thể vô ích gọi, biểu muội biểu muội thời vân thấy lão giả khô gầy không đáng tin cậy, lại hướng về phía tô mạn mạn bắt đầu kêu cứu. Im miệng, thạch hạo quất tới một bàn tay, nửa bên gò má của thời vân lập tức bị sinh sinh tát đến không có lộ ra xương trắng âm u máu thịt be bét bộ dáng dị thường dọa người thời vân hù chết lạnh đến phát run gã phi thường may mắn tại sau khi gã sinh ra không lâu thời tú tú liền gả cho huyễn hải tiên vương cho nên gã từ nhỏ đã lấy được đãi ngộ giống như vương tử của quần tinh tri đình mà gã cũng đã quen với hết thảy cũng chính là như vậy gã mới có thể tràn đầy dã tâm đối với tô mạn mạn bởi vì một khi tô mạn mạn lấy chồng Vậy liền sẽ có một cái nam nhân khác thay thế vị trí của gã, mà gã, tự nhiên phải dựa vào bên cạnh, bị xem nhẹ, địa vị không còn, ảm đạm vô quang. Gã tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên, gã muốn giết chết Thạch Hạo, bất chấp hậu quả. Nhưng mà, sau khi bị tát như thế, gã mới kinh hãi phát hiện, so với mất đi vị trí tại quần tinh chi đỉnh, gã lại càng sợ chết. Chết tử tế không bằng còn sống, gã còn trẻ, gã không muốn chết. Hơn nữa, gã dù sao cũng là Kim Nguyên Tiên dù là rời khỏi quần tinh chi đỉnh, cũng có thể xưng vương xưng bá tại một cái địa phương nhỏ. Nhưng nếu là chết rồi, vậy hết thảy đều xong đời. Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trong nháy mắt gã đã sụp đổ, khóc không thành tiếng. Thật là một cái phế vật, Thạch Hạo lắc đầu, một khắc trước đó còn kiêu ngạo, ngạo mạn, xỉ cao khí ngang không gì sánh được như vậy, hiện tại thế nào? Người hạ gia kia, có phải là do ngươi giết hay không? Hắn hỏi mặc dù trong lòng của hắn đã sớm có kết luận căn bản không cần thời vân thừa nhận nhưng hắn vẫn là muốn cho tô mạn mạn biết đúng đúng thời vân liền vội vàng gật đầu là ta để liễu tứ bình làm ngụy trang thành do ngươi giết chết hạ gia chỉ cần hơi làm điều tra tự nhiên là sẽ nhằm vào ngươi liễu tứ bình chính là lão giả khô gầy đang xuất thủ kia lão là chó của thời gia muốn lão làm gì thì lão liền làm cái đó không có một tia tôn nghiêm của ngọc tiên thạch hạo cười nhạt một tiếng con người của ta luôn luôn ân oán rõ ràng nếu ngươi không phạm ta ta tự nhiên mặc kệ ngươi nhưng nếu ngươi phạm ta vậy liền để mạng lại bồi không 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 thời vân lớn tiếng kêu lên tha ta một mạng ta không dám tiếp tục ta thề ta nhất định sẽ thuyết phục gì để nàng tiếp nhận ngươi không nhọc phí tâm thạch hạo lại vung một quyền bành nửa bên đầu còn lại của thời vân cũng bị oanh bạo sức mạnh mang tính hủy diệt bạo dũng trong nháy mắt liền sông bại hồn hải của thời vân. Tứ chi của thời vân lập tức liền tiêu nhỉu xuống, đã chết đến triệt để. Thạch hạo hướng về phía lão giả khô gầy kia nhìn lại, chủ nhân của ngươi đều đã chết, còn muốn hướng ta xuất thủ sao? Lão giả khô gầy lộ ra vẻ mờ mịt, lão cả một đời đều là nghe người ta hiệu lệnh, nhưng bây giờ người ra lệnh đã treo, lão lại nên làm cái gì bây giờ? Đường đường là Ngọc Tiên, đúng là một chút chủ kiến cũng đều không có. Thạch hạo lắc đầu, quay người rời đi hưu hưu hắn không ngừng mà triển khai thuấn di, sau đó đột nhiên tiến vào trong tiên cư, đem lão giả khô gầy triệt để vứt bỏ. Thạch hạo cũng không vội mà ra ngoài, mà là nhìn về phía tô mạn mạn. Cái tiểu ma nữ nguyên bản hoạt bát hiện tại có chút bi thương, cảm xúc rất là hỏng bét, ông nam tình thì tại một bên an ủi nàng. Thạch hạo đi qua, đem tô mạn mạn ôm lấy, thật xin lỗi, ta giết biểu ca của ngươi. Tô mạn mạn lúc này mới lấy lại tinh thần, qua một tiếng khóc lên, đó là cái xúc sinh, lại muốn hại ngươi ta thương tâm là mẹ lại muốn đem ta gả cho dạng hỗn đản này không biết thời vân ở dưới suối vàng có biết nghe được lời này của tô mạn mạn sẽ là phản ứng gì thạch hạo mỉm cười sự tình thời vân hại ta nhạc mẫu cũng không hiểu rõ tình hình nàng chỉ là muốn chia rẽ chúng ta không đến mức muốn giết chết ta mặc kệ thời tú tú có tham dự vào chuyện vu bẩn này hay không thạch hạo đều quyết định sẽ không truy cứu xuống dưới nữa dừng ở đây đây là vì tô mạn mạn làm ra thỏa hiệp dù sao đó là mẹ của nàng nhưng, cũng chỉ có một lần như thế. Nếu như thời Tú Tú còn không bỏ qua, vậy Thạch Hảo cũng không phải là người không có tính khí. Tô Mạn Mạn liên tục gật đầu, ôm thật chặt Thạch Hảo, hấp thu ấm áp trên người hắn, giống như muốn lấy phương thức như vậy xua tan sợ hãi cùng buồn bã ở trong lòng. Tốt, tốt, Thạch Hảo cười nói, bên ngoài tiên cư, tử kim thử than thở, quả nhiên gặp sắc quên bản, người chẳng lẽ quên còn có da, để ra đơn độc ở bên ngoài ăn gió lạnh. Trấn An được Tô Mạn Mạn, ba người Thạch hạo ra khỏi tiên cư, lúc này thạch hạo mới nghĩ đến chuyện đem tử kim thử để ở bên ngoài vội vàng hướng con chuột này xin lỗi tự nhiên bị tử kim thử lạnh đỗi lại an ủi tử kim thử một chút lão giả khô gầy cũng đã sớm bị vung tới không nhìn thấy bóng dáng thạch hạo liền bắt đầu an tâm đào vực tường một lúc sau hắn đào ra một cái lỗ hổng nhỏ qua sau khi xuyên qua vực tường này cảnh tượng mà ba người thạch hạo nhìn thấy liền hoàn toàn khác biệt cùng lúc trước đây là một cái thế giới màu sắc sặc sỡ trên bầu trời trôi nổi từng tòa cung điện nhưng mỗi một tòa đều là tàn phá mà đại lục thì mấp mô cách đó không xa liền có một đạo vực sâu tản ra hắc khí trùng thiên tràn đầy tả ác cấm địa thanh âm của nguyệt doanh vang lên mang đến vẻ kinh ngạc người thế mà tiến vào cấm địa thạch hạo cười cười cũng đáp tại trong hồn hải đúng vậy a à, người bây giờ mới biết được trước đó ta một mực đang khôi phục thực lực không đếm xỉa tới ngươi nguyệt doanh nói ra y nguyên tràn đầy ngạo kiều sau khi tiến vào nơi này, khí tức đặc thù của cấm địa đem ta bừng tỉnh. Người phản đối ta tiến vào cấm địa sao? Thạch hạo hỏi, hắn vẫn là rất tôn trọng khí linh này. Nguyệt Doanh trầm ngâm một lát, người sớm muộn cũng phải vào cấm địa. Hơn nữa, thực lực mạnh mặc dù nắm chắc càng lớn, nhưng, ở chỗ này thực lực mạnh hơn cũng là không đủ dùng. Cho nên, người bây giờ tiến cũng là không sao, cùng lắm thì ta đổi lại người chủ nhân tốt. Phi phi phi, người miệng quả đen này. Thạch hạo lắc đầu, nhưng nếu đã biết Nguyệt Doanh chính là nói năng chua ngoa, hắn cũng lười đi tranh luận cùng đối phương. Vậy thì đi thôi, trước đi lên phía trên kia nhìn xem, Thạch Hạo chỉ vào những cung điện tàn phá trên bầu trời kia. chương 1395 mới vào cấm địa. Ba người Thạch Hạo phóng lên tận trời, bay về phía cung điện trên bầu trời. Còn không có tới gần, bọn hắn liền cảm ứng được sát khí cường đại, như đao như kiếm, sắc bén không gì sánh được. Ông Nam tình cùng tô mạn mạn gánh không được đầu tiên, Gương mặt xinh đẹp đều biến sắc. Thạch Hạo liền tranh thủ thu hai nữ vào trong tiên cư, mà Tử Kim Thử thì là không bị ảnh hưởng chút nào, hiện ra chỗ biến thái của nó. Bất quá, Thạch Hạo cũng chỉ là hướng Tử Kim Thử cười cười. Lại bay gần một chút, chính là Thạch Hạo cũng cảm giác được có chút áp lực, làn da giống như bị ngàn vạn thanh đao cắt chém, nhưng lực phòng ngự của thể phách hắn quá cao, căn bản là không có cách phá vỡ. Rốt cục, hắn bay đến trong cung điện, đều đã bị oanh mở một nửa, đi vào đương nhiên đơn giản căn bản không cần mở cửa. Nơi này, vẫn tản ra khí tức chiến đấu. Thạch hạo nhắm mắt lại, cảm ứng sát khí ở nơi này, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh, giống như thấy được một trận chiến đấu kịch liệt. Từ cung điện nơi này đến xem, cấm địa tại cực kỳ lâu trước kia hiển nhiên là có người ở, hơn nữa còn là địa phương phi thường thích hợp để cư ngụ. Nhưng, không biết từ lúc nào đã phát sinh đại chiến, kết quả, cung điện đều bị đánh sụp đổ, nơi này cũng thành cấm địa, chính là tiên tôn tiến vào nơi này, cũng có thể là có vào mà không có ra đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thạch hạo tại trong cung điện tìm một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Cái gì cũng đều đã bị năm tháng tẩy rửa sạch sẽ, nhưng nửa cung điện này thế mà còn có thể nổi giữa không chung, không thể không nói, đây là một cái kỳ thích. Thạch hạo đi lên phía trước, phát hiện một chút hài cốt trong cung điện. Đây là từ trên bầu trời rớt xuống, hiển nhiên, cung điện còn có thể lơ lửng ở trên bầu trời thuộc về số ít, khả năng bị đại chiến lúc đó làm phá hư tương đối nhỏ, cho nên mới có thể y nguyên bảo trì đang trạng thái lơ lửng bay này. Thạch Hạo đối chiếu với địa đồ trong đầu, sau đó nhanh chân đi vòng quanh biên giới cấm địa. Không phải nơi này, cấm địa rất lớn, chỉ ít so với một cái tiên vực phải lớn hơn nhiều, Thạch Hạo đi 11 ngày, rốt cục mới phát hiện địa hình nơi này có liên hệ với địa đồ. May mắn, đây là cấm địa, cơ hồ không có người tới, cho nên cũng làm cho hoàn cảnh duy trì không thay đổi, bằng không mà nói, thỉnh thoảng đến một số người đánh nhau một trận, thiên động địa diêu núi bình biển khô, muốn so sánh với địa đồ để tìm kiếm mà nói, độ khó này thật sự là quá cao. Đối mặt với địa đồ, Thạch Hạo liền bắt đầu theo đó mà tiến lên. Tại cuối cùng của địa đồ này, liền cất dấu trí bảo liền ngay cả chuẩn tiên tôn đều muốn động tâm, có thể cho chuẩn tiên tôn đều là sống thêm một thế, mà ở trên con đường này, liền lúc nào cũng có thể nhìn thấy thi thể của vô ngã tiên tôn. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, nhưng, mỗi một bước đều là cẩn thận không gì sánh được. Đây là cấm địa, ngay cả tiên tôn đều có thể vẫn lạc bất quá chỉ từ hiện tại đến xem mặc dù nơi này tràn đầy cảnh tượng phá diệt nhưng coi như an toàn cũng không có phát hiện cái sát cơ gì lại đi một ngày sau đó hoàn cảnh thiên địa có biến hóa lờ mờ nơi xa có ánh lửa toán loạn lại là màu xanh lá phảng phất như quỷ hỏa thạch hạo lập tức cảm thấy hàn ý không phải nhục thân rét lạnh mà là thẳng vào linh hồn để ý thức của hắn đều muốn đóng băng tiếp tục tiến lên một chút hắn chỉ có thể dừng bước nếu như cậy mạnh tiến lên mà nói, hắn sẽ bị sinh sinh đông chết. Thạch Hạo thở dài, nếu như hắn là chuẩn tiên tôn mà nói, vậy khẳng định không cần có cái cố kỵ gì, trực tiếp tiến lên liền tốt, nhưng bây giờ hắn chỉ là kim nguyên tiên nho nhỏ, vậy thì nhất định phải đi đường vòng. Không có việc gì, hắn chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ, sau khi đi vòng qua, hắn Y Nguyên có thể trở lại quỹ đạo, sẽ không mất phương hướng. Nhưng mà, vòng một chút này liền xa, phạm vi băng phong linh hồn vô cùng lớn để thạch hạo nhất định phải quấn đến càng xa. Đến lúc này, hắn liền xa xa trạch hướng khỏi địa đồ. Dòng dã ba ngày sau, thạch hạo mới rời khỏi khu vực rét lạnh này, bắt đầu tìm đường về. Dãy núi dày đặc, đường về không biết nơi nào, thạch hạo dựa vào ấn tượng, một đường tiến lên, ngang, hắn bỗng nhiên nghe được âm thanh giống to, kinh thiên động địa. Ở chỗ này, thế mà còn có sinh linh, thạch hạo kinh ngạc, nhưng cùng lúc còn dâng lên cảnh giác mãnh liệt. Sinh linh có thể sống sót tại cấm địa, lại sẽ cường đại cỡ nào tiểu thạch đầu người cũng không cần quá mức khẩn trương từ kim thử nói ra sinh tồn tại cấm địa thực lực cũng không phải là đặt ở vị thứ nhất mà là phải có thủ đoạn đặc thù thích ứng với hoàn cảnh nơi này thạch hạo nghĩ nghĩ gật gật đầu không sai chuẩn tiên tôn tới nơi này cũng chưa chắc có thể sống tới tương phản ngân linh tiên thậm chí đồng giáp tiên đều có cơ hội còn sống ra ngoài cho nên thực lực cũng không phải là tính quyết định thạch hạo tiến lên hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng sẽ không mốc đến mức cố ý đi xem một chút sinh linh vừa rồi phát ra tiếng giống là cái dạng gì thế nhưng hắn đè xuống lòng hiếu kỳ lão thiên gia lại vẫn cứ muốn đối phó với hắn ngang 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 tiếng giống kia càng ngày càng nhanh cũng càng ngày càng gần chỉ là trong nháy mắt liền thấy một đạo bóng đen to lớn xuất hiện ở trong bầu trời đó là một đầu thằn lằn nhưng nó vừa vẫy đôi cánh dài khổng lồ toàn thân màu đỏ chỗ mà nó vỗ cánh bay qua lưu lại một mảnh hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm thật là đáng sợ thạch hạo có chút biến sắc trong ngọn lửa này dương động lấy tầng tiên tắc thứ tư đủ để đem hắn làm tan chảy trong khoảng thời gian ngắn ngọc tiên nhưng mà một đầu tồn tại cường đại như thế lại đang bỏ trốn mất dạng là ai đang đuổi nó thạch hạo rất nhanh liền biết chỉ gặp một đầu sinh linh đồng dạng cũng có màu đỏ xuất hiện nhưng kích cỡ nhỏ hơn quá nhiều khả năng không xê xích bao nhiêu với con chim sẻ bình thường nhưng có cái đuôi rất dài phảng phất như lưu ly diễm hỏa có một loại mỹ lệ như mộng ảo Đường đường là Ngọc Tiên, hơn nữa còn có kích cỡ lớn như vậy, thế mà bị một con chim nhỏ truy sát. Tốc độ của tiểu hồng điều này phải nhanh hơn, nó lập tức đuổi kịp thần lằn mọc cánh, phốc một chút, trực tiếp từ ngoài thân thể thần lằn chui vào. Cái này, thạch hạo đều là nhe răng, sinh linh cấp bậc Ngọc Tiên, thân thể thế nhưng là bị tầng tiên tắc thứ tư rèn luyện qua, mà hung thú mà nói, thể phách của bản thân muốn xa xa mạnh hơn nhân tộc, cho nên tầng phòng ngự này có thể nói là mạnh mẽ kinh người. Thế nhưng là, tiểu hồng điều thế mà sinh sinh xuyên thủng qua, lực phá hoại của nó lại có bao nhiêu đáng sợ a? À? Thần lằn mọc cánh phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân bốc lên không thôi, một lúc sau, phốc, chỉ thấy tiểu hồng điều từ trong người nó bay ra, lập tức, thần lằn mọc cánh phun máu, khí tức rớt xuống một mảng lớn. Nó căn bản không dám đánh lại, chấn động cánh, chạy nhanh hơn. Tiểu hồng điều truy kích, tại trên thân thần lằn mọc cánh không ngừng mà chế tạo vết thương, cho thấy một mặt hung hãn không gì sánh được của mình. Rất nhanh, hai bóng người một lớn một nhỏ liền biến mất tại giữa chân trời thạch hạo thở ra một hơi thằn lằn mọc cánh là cấp bậc ngọc tiên tiểu hồng điều cũng thế chỉ là một cái là hai ba tinh một cái khác lại là đạt đến tám chín tinh thực lực sai biệt quá lớn hơn nữa tốc độ của tiểu hồng điều hiển nhiên càng nhanh để thằn lằn mọc cánh làm sao cũng tránh không nổi cuối cùng vận mệnh của đầu thằn lằn này hẳn là tử vong đi thạch hạo ở trong lòng thầm nghĩ hắn cũng không có tâm tình đuổi theo xem rõ ngọn ngành tiểu hồng điều quá hung tàn Đụng lên đi xem náo nhiệt quá nguy hiểm, nói không chừng lại đưa người ta một bữa tiệc lớn. Trốn cấm địa này, quả nhiên là cái địa phương nguy hiểm không gì sánh được. Chương 1396 Thanh Mộc Thiên Hoa. Tại địa phương khác, khả năng xảy ra chuyện như vậy sao? Trong một vực, ngọc tiên cũng liền có chừng trăm cái, từng cái đều như lông vũ chân quý, làm sao tùy tiện gây hấn. Nhưng tại nơi này, ngọc tiên lại đang giết chóc nhau, không có chút giá trị nào. Thạch Hạo tại giữa núi non trùng điệp vượt qua, muốn nhanh chóng trở lại trên đường chính, hắn nhất định phải xuyên qua sơn lĩnh, bằng không mà nói hắn liền lại phải đi đường vòng, vậy không biết lại phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, thế núi liên miên, giống như không có cuối cùng, để Thạch Hạo thẳng nhe răng, hắn bất quá chỉ là lượn quanh một chút đường, có vẻ giống như mặt đến chân trời rồi. Lại là mấy ngày sau, hắn đột nhiên dẫm chân xuống. Mùi thơm, mùi thơm ngát không cách nào hình dung, chỉ là người một chút, liền để lỗ chân lông trên toàn thân hắn đều giống như mở ra, thoải mái không cách nào hình dung. Có trí bảo, ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, cấm địa tuy nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy kỳ ngộ, người nhìn, ngay cả hai vị chuyển tiên tôn đều là tại lúc sắp chết đều muốn tiến vào trong, muốn sống thêm đời thứ hai. Đáng tiếc, không có một cái nào thành công, nếu gặp, vậy không tới nhìn, làm sao xứng đáng với chính mình. Thạch Hạo thuận theo mùi vị, một đường truy tung mà đi. Lại là một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc tìm được địa phương. Đây là một cái tuyển nhãn, tạo thành một cái vũng nước bất quá lớn chừng bàn tay, hương vị không gì sánh được chính là từ nơi đó truyền tới. a à, thanh một thiên hoa, tử kim thử lập tức nói ra, nó chật chật thở dài, tiểu thạch đầu, thật sự là không biết nên hình dung vận khí của ngươi như thế nào, tuyển nhãn này cách mỗi 10 vạn năm mới có thể chắt ra, người đây quả thực là con riêng của thiên địa đại đạo A. Thạch hạo cười một tiếng, hướng về phía tuyển nhãn nhảy tới. Trời ban cơ duyên, không lấy ngược lại là tội lỗi. Hà, thạch hạo kinh ngạc phát hiện, tại đồng thời khi hắn nhảy ra, thế mà còn có một người cũng đang hướng về phía tuyển nhãn phóng đi. Đây là một người trẻ tuổi, dáng người thon dài, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, mà ánh mắt càng là kiên nghị. Kim Nguyên Tiên, tu vi không lường được, nhưng thực lực tuyệt đối cường hoành. Hắn nhìn thấy đối phương đồng thời, đối phương tự nhiên cũng phát hiện ra hắn, trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây chính là cấm địa. Không phải là không có người gan to bằng trời tiến vào cấm địa để thí luyện, nhưng, nhân số khẳng định thưa thất đến đáng thương, càng mấu chốt chính là, hai người thế mà còn có thể tại địa phương lớn như vậy mà gặp nhau, tỷ lệ này là nhỏ bực nào. Nhưng, y mặc dù nhận không ra ngụm nước suối kia là lai lịch gì, nhưng, tuyệt đối là trí bảo. Nếu là trí bảo, há có thể để cho người ta. Cả đời võ giả, chính là quá trình tranh giành, tranh với trời, tranh với người, sinh mệnh không dứt, tranh đấu không ngừng. Oanh! hai người đồng thời xuất thủ hướng về phía đối phương đánh tới một tiếng nặng nề hai người cùng nhau lui lại cấm địa quả nhiên như bức nếu đổi thành tại địa phương khác một cái đối oanh như thế khẳng định động sơn diêu thậm chí khiến núi hóa biển nhưng nơi này lại chỉ là lầm tung bay mấy khối đá vụn uy lực quả thực nhỏ đến thương cảm ngươi là ai người đối diện kia dẫn đầu hỏi trên mặt có vẻ kinh ngạc đối phương có thể cùng mình liều cái ngang tay thạch hạo mỉm cười nói ta gọi thạch hạo ngươi là ai hoàng thiên thanh nam tử trẻ tuổi này trầm giọng nói ra đến một trận chiến đến quyết định tuyển nhãn này thuộc về ai thiên tài địa bảo khẳng định người người muốn cho nên cường giả chiếm chi đến thạch hạo hào hứng đại phát Hưu hoàng thiên thanh lập tức giết tới đây vỗ ra một trường có quang mang bảy màu vần quanh toàn thân thì là tản ra ánh sáng màu vàng óng như chiến thần bành thạch hạo không dám lưu thủ bắn ra một quyền toàn lực hai người lần nữa đối oanh một cái lại một lần song song đánh bay. Thật mạnh, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn hiện tại thế nhưng là Kim Nguyên Tiên Cửu Tinh, chiến lực cao tới thập lục tinh, nhưng đối phương có thể cùng mình liều cái ngang tay, vậy dĩ nhiên cũng là chiến lực thập lục tinh. Vấn đề là, tại dưới tình huống không có sử dụng tiên khí, thế mà còn có người có thể vượt qua chiến lực thập ngũ tinh sao? Liền Thạch Hạo biết, thập ngũ tinh hẳn là chiến lực cuối cùng của truyền nhân Tiên Vương, đây là không cách nào đột phá. Chẳng lẽ, người này là truyền nhân Tiên Tôn? Bất quá quản ngươi là truyền nhân tiên vương hay là tiên tôn, đánh trước lại nói. Thạch hạo thét dài một tiếng, song quyền huy động như cuồng phong bạo vũ, hướng về phái Hoàng Thiên Thanh điên cuồng oanh kích. Hoàng Thiên Thanh cũng là không sợ chút nào, cùng thạch hạo đối bính. Sau mấy trăm đòn xuống tới, song phương vẫn là bất phân thắng bại, nhưng Hoàng Thiên Thanh lại có chút ăn không tiêu. Thể phách của y so ra kém thạch hạo, cho nên, tại phía dưới dạng liều mạng này, da của y đã có vài chỗ địa phương vỡ ra, máu tươi cũng là tuôn ra, để y nhìn qua nhiều hơn mấy phần dữ tợn, y lập tức lấy ra tiên khí, chính là một cây côn sắt, nhìn qua không thu hút chút nào, phảng phất là do tinh thiết bình thường luyện ra, nhưng trên thực tế đây là một kiện minh ngọc tiên khí, thể phách không kịp, vậy chỉ dùng tiên khí, hoàng thiên thanh mười phần kiêu ngạo, nhưng y tuyệt không câu nệ, có thể nhìn thẳng vào nhược điểm của mình, đây mới thực sự là thiên tài, có thể dương trường tránh đoạn, không phải vậy chính là ngu ngốc, oanh, y đập tới một côn, tiên khí đã bị khôi phục từng cái ký hiệu trên thân côn sáng lên, dương động lấy khí tức đáng sợ, cũng khiến cho uy lực của một kích này xông lên thập bát tinh. Quả nhiên, chiến lực cơ sở của người này liền cao tới thập lục tinh, trước đó cũng không có dựa vào tiên khí tăng phúc. Thạch Hạo không dám khinh thường, cũng lấy ra vạn lôi chân kim, đồng dạng hóa thành một cây côn sắt, cùng Hoàng Thiên Thanh cứng rắn. Ai sợ ai, đinh, 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 côn sắt tấn công, bộc phát ra quang mang đáng sợ, có thể sáng ngủ mắt người. Trên tràng diện, vẫn là bất phân thắng bại, nhưng tiên vương khí khẳng định như bức hơn minh ngọc tiên khí a tại dưới sự va chạm cường độ cao này tiên khí trong tay hoàng thiên thanh đã có mấy cái phù văn ảm đạm xuống dưới mà bản thân hoàng thiên thanh cũng rất thảm hổ khẩu trên hai tay bị sinh sinh đánh rách tả tơi máu tươi tuôn ra y lộ ra thần sắc khó mà tin được tại trên thể phách trên tiên khí y thế mà bị thạch hạo nghiền ép toàn diện y rất oan rõ ràng chiến lược của y không kém mảy may đó a à. làm sao có thể chứ truyền nhân tiên tôn Y hít một hơi thật sâu, hướng Thạch Hạo hỏi: "A, à, Thạch Hạo bật cười, ta còn tưởng người mới là truyền nhân Tiên Tôn." Hoàng Thiên Thanh lắc đầu, "Ta không phải, gia phụ chính là cửu phong Tiên Vương." Lúc này, Thạch Hạo thật sự là lấy làm kinh hãi. Liền hắn biết, cực hạn của truyền nhân Tiên Vương chính là chiến lực thập ngũ tinh, nhưng bây giờ thế mà chạy ra một cái quái vật chiến lực thập lục tinh. "Đúng, đối phương có khả năng lịch luyện hồi lâu tại cấm địa, cho nên chiến lực thăng hoa, đột phá thập ngũ tinh." Thạch Hạo cười một tiếng, cũng vậy, ta cũng chỉ có bối cảnh Tiên Vương. Nếu không phải dùng để hố người, hắn mới không muốn đem Huyền Băng Tiên Vương rời ra ngoài. Hoàng Thiên Thanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Thạch Hạo, cũng giống như Thạch Hạo, y cũng cho rằng chiến lược mạnh nhất của truyền nhân Tiên Vương cũng chỉ có thập múa tinh, cho nên, chạy ra một cái quái thai thập lục tinh, vô ý thức liền liên hệ cùng truyền nhân Tiên Tôn. Bất quá, y có thể thành tựu chiến lược thập lục tinh, vì cái gì những người khác lại không được đâu? Tiếp đó, Ta sẽ vận dụng đại chiêu." Y Nghiêm Nghị nói ra, mới vừa rồi còn có thể nói là luận bàn, nhưng hơi sử dụng đại chiêu lại khác biệt, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, dù y không muốn giết Thạch Hạo, thế nhưng không phải nói dừng tay liền có thể dừng tay. Đến chiến, Thạch Hạo cười to, chương 1397, truyền nhân Tiên Vương mạnh nhất. Oanh, đại chiến lần nữa bắt đầu. Hoàng Thiên Thanh thực sự rất mạnh, chiến lực cơ sở thập lục tinh lại thêm minh ngọc tiên khí, bị y thi triển phát huy đến vô cùng tinh tế mà bỗng nhiên oanh ra đại chiêu thậm chí có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích chiến lực thập bát tinh đạt tới độ cao thập cửu tinh thế nhưng là y mạnh chẳng lẽ thạch hạo liền yếu sao hắn liền không có đại chiêu sao hắn thậm chí nắm giữ tiên tôn chi pháp nhưng thạch hạo lại là hoàn toàn không có ý tứ sử dụng bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình vũ trụ nhất quyền dung hợp lực lượng của một cái tiểu tinh vũ uy lực của nó đáng sợ đến không cách nào hình dung mà tiềm lực càng là vô hạn Hoàng Thiên Thanh không có một chút xíu ưu thế, tại trong không ngừng đụng chạm, thương thế trên người y không ngừng tăng thêm, cuối cùng hoàn toàn mất đi chiến lực. Y thối lui mấy bước, gật đầu nói, tuyển nhãn này là của ngươi. Sau đó, y xoay người rời đi, Thạch Hạo không có truy kích, nếu như người này đổi thành thời vân mà nói, vậy Thạch Hạo tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng, lưu lại hậu hoạn cho mình, nhưng, hắn mặc dù chỉ mới quen Hoàng Thiên Thanh, lại đối với người như vậy mười phần hiểu rõ. Đối phương, Tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà hận hắn, về sau dùng ám chiêu hố hắn. Người kiêu ngạo như vậy, sẽ chỉ từ chính diện mà đến, đối với dạng đối thủ cạnh tranh này, Thạch Hạo hoàn toàn sẽ không để ý, sẽ chỉ giơ hai tay hoan nghênh. Thạch Hạo đem ông nam tình cùng Tô Mạn Mạn phóng ra, chỗ tốt như vậy, đương nhiên muốn mọi người cùng một chỗ hưởng dụng. Đây là cái nước suối gì? Tô Mạn Mạn lập tức hỏi, dù là nàng là con của Tiên Vương, cũng chưa từng có nghe nói về dạng bảo tuyền này. Dù sao Huyễn Hải Tiên Vương cũng chưa từng tiến vào cấm địa. Trên thực tế, chín thành chín Tiên Vương đều chỉ sẽ ở thời kỳ cuối của sinh mệnh, thời điểm thực sự không cách nào dựa vào năng lực của chính mình sống ra đời sau, mới có thể cân nhắc tiến vào cấm địa liều một phen. Cũng bởi vậy, cấm địa thậm chí có thể xưng là mộ địa của Tiên Vương, bởi có quá nhiều Tiên Vương chôn xương tại đây. Đây là thanh mộc thiên hoa, tử kim thử lập tức nói ra, 10 vạn năm mới có thể chắt ra, có thể toàn phương vị mà tăng lên thực lực. Ông Nam tình cùng tô mạn mạn nhìn xem lẫn nhau, sau đó đều là nhìn về phía thạch hạo. Chúng ta từ bỏ, hai nữ đồng thời nói ra, người tăng cao tu vi là trọng yếu nhất. Thạch hạo mỉm cười, tu vi của ta là phải tăng lên, nhưng các ngươi cũng phải theo kịp, bằng không mà nói, ta một thế liền có thể sống 50 vạn năm thậm chí càng lâu, các ngươi lại phải làm bạn với ta như thế nào đây? Hai nữ lại nhìn nhau một cái, tín niệm lập tức dao động. Các nàng đương nhiên muốn nhìn thấy thạch hạo nhanh chóng dảo bước tiến lên ngọc tiên, thậm chí thành tựu tiên vương, nhưng các nàng cũng muốn vĩnh viễn bồi ở bên người Thạch Hạo, mà cái này liền cần tu vi của các nàng phải theo kịp. Ừm, hai nữ đồng thời gật đầu, Tuyền Nhãn đã không còn phun trào nước suối, một vũng nhỏ như vậy, ít đến thương cảm. Thạch Hạo nguyên bản muốn chia đều làm bốn, nhưng lại bị Tử Kim thử ngăn cản. Tu vi của các nàng quá yếu, ăn quá nhiều sẽ vô dụng, chẳng những không hấp thu được, ngược lại sẽ trùng kích thân thể của các nàng, thậm chí cũng có khả năng trực tiếp bạo thể. Con chuột này nói ra, thế là, sau khi một lần nữa phân phối, thạch hạo chiếm bảy phần, mà ông nam tình, tô mạn mạn cùng tử kim thử thì là một người một phần. Bọn hắn lập tức bắt đầu uống, bảo vật không dùng tại trên người mình, thì có cái gì khác biệt cùng rác rưởi đâu. Thạch hạo có được cối đá, nước suối vừa xuống bụng, liền lập tức điên cuồng vận chuyển, đem tinh hoa bên trong lấy ra, liên tục không ngừng cung cấp cho thạch hạo, để tu vi của hắn bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Không chỉ là tu vi, mà là tăng lên toàn phương vị nhục thân, linh hồn đều chiếm được cường hóa. Không hổ là thiên tài địa bảo, hiệu quả này thật là như bức. Thạch hạo chỉ cảm thấy đầu não thanh minh, hai mắt đều không cần mở ra, đã trực tiếp có thể cảm ứng được tiên tắc ở bốn phía, giống như đối với hắn hoàn toàn mở rộng, không có một chút xíu bí mật gì. Tu vi của hắn bắt đầu thăng lên, không bao lâu, hắn liền chạm đến cửu tinh đỉnh phong. Lần này, hắn tiến không thể tiến, đây trên ý nghĩa đã là cuối cùng của kim nguyên tiên truyền thống, nếu như thạch hạo nguyện ý, hắn có thể lập tức đột phá Ngọc Tiên, thậm chí, hắn còn có thể có được năng lực vượt cấp chiến đấu không tầm thường, vượt qua 3-4 sao cũng không thành vấn đề. Phải biết, cho dù là truyền nhân tiên vương xuất sắc nhất, lúc tại Ngọc Tiên cũng nhiều lắm là chiến đấu vượt qua 2 sao, Thạch Hạo còn có thể vượt 3-4 sao, như thế vẫn chưa đủ nghiêu xoa sao. Nhưng mà, có lựa chọn càng mạnh, hắn lại thế nào có khả năng chấp nhận đâu. Trùng kích thập tinh, cái này khó khăn, cho dù là Thạch Hạo cũng gặp phải một đạo bình chứng cường đại, chậm chạp không cách nào oanh phá. Một bên khác, Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đã sớm luyện hóa thành một thiên hoa, hơn nữa, các nàng cũng riêng phần mình đột phá một cái tiểu cảnh giới, càng mấu chốt chính là, thân thể đạt được tăng lên trên toàn phương vị, tương lai tất có thể trèo lên độ cao cao hơn. Các nàng kiên nhẫn 10 phần, lặng lặng chờ đợi Thạch Hạo hoàn thành đột phá. Một ngày, hai ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã là nửa tháng trôi qua, nhưng Thạch Hạo lại không có chút ý tứ đột phá nào, vẫn là khô tỏa như đá. Còn tốt chính là, khu vực này tạm thời không có nguy hiểm gì, để trong lòng hai cô gái an tâm một chút. Nhoáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua, thạch hạo nguyên bản khô tọa như đá, đã không có nửa điểm khí thức phát ra, nếu không có tử kim thử bảo đảm đi bảo đảm lại là thạch hạo không có việc gì, hai nữ đều muốn cho là hắn có phải đã xảy ra chuyện hay không. Nhưng bây giờ, trên người hắn bỗng nhiên tản mát ra khí thức cường đại. Oanh, như chiều dâng, trào lên không thôi, tử kim thử lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nói tiểu thạch đầu lập tức liền muốn thành công. Mặc dù nó cũng biết, cực hạn thập tinh tuyệt đối không làm khó được thạch hạo, nhưng đây là địa phương nào. Cấm địa, thời gian kéo đến lâu, trời mới biết nơi này sẽ phát sinh cái gì, cho nên, thạch hạo cuối cùng là đột phá, đây thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Khí thế cường đại bạo dũng, ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn, Tử Kim Thử đều là không tự chủ được mà lui lại, thời điểm khi bọn hắn đứng vững, chỉ thấy thạch hạo đã mở hai mắt ra. Thập tinh, thành. Đây là lần thứ ba đánh vỡ cực hạn sau khi rảo bước tiến lên tiên cảnh, Thạch Hạo cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Chiến lực, thập bát tinh, không sai, cực hạn rất khó phá vỡ, nhưng sau khi đánh vỡ, tăng lên lấy được cũng là kinh người, để Thạch Hạo thẳng bước hai sao chiến lực. Phải biết, đây chính là tăng lên hai sao phía trên cực hạn, ý nghĩa to lớn, quả thực kinh người. Để cho các ngươi lo lắng, Thạch Hạo hướng về phía hai nữ cùng tử kim thử ấy náy cười một tiếng, chúng ta có thể lên đường. Đi! tử kim thử nhịn không được kêu lên bọn hắn một lần nữa lên đường vẫn chưa ra khỏi bao lâu chỉ nghe một tiếng lệ lệ một đạo lưu hỏa lấy tốc độ nhanh vô cùng mà bắn tới tiểu hồng điều kia nó hiển nhiên đem ba người thạch hạo cùng tử kim thử trở thành đồ ăn trong hai mắt chấp động lên hung mang cùng lạnh nhạt ở trong mắt ngọc tiên chỉ là kim nguyên tiên đương nhiên không có ý nghĩa ngoá thạch hạo liền tranh thủ đưa hai nữ vào tiên cư nắm lên tử kim thử chính là một cái tránh qua sau đó phi nước đại oanh Tiểu Hồng điều một kích vô hụt, toàn bộ thân thể đều là đi đến trong lòng đất, nhưng ngay trong nháy mắt tiếp theo, nó đã phá đất mà lên, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo đuổi theo. Chương 1398, cự thú tiền sử. Thạch Hạo chỉ cảm thấy phiền muộn, hắn mới vừa vận đột phá thập tinh, cái phá vỡ cực hạn này chính là sự tình rất vui vẻ, đáng giá để hảo hảo chúc mừng. Thế nhưng là, hắn còn không có đùa nghịch Huy phong đâu, thế mà liền bị một con chim nhỏ truy sát, để hắn làm sao chịu nổi quá khó chịu, nhưng mà, khó chịu lại có thể làm gì đâu. Thạch hạo cắm đầu nhanh chóng chạy, chỉ ít là ngọc tiên 89 tinh A, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ta tránh, ta tránh, ta tránh. Phía dưới không ngừng mà thuấn di, dù tốc độ của tiểu hồng điều còn tại phía trên ngọc tiên bình thường, nhưng luôn kém chút xíu mới có thể đuổi kịp thạch hạo. Đuổi đuổi trốn trốn, nhóm một cái đã là mấy ngày đi qua. Nếu như đổi một đầu hung thú ngọc tiên khác, đoán chừng đã sớm mất đi kiên nhẫn, quay đầu rời đi, dù sao đây chỉ là một tên nhân tộc kim nguyên tiên ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc tuyệt không đáng giá tiêu tốn quá nhiều thời gian để đi săn nhưng tiểu hồng điều này lại là chấp nhất không gì sánh được nó đã nhìn chằm chằm vào thạch hạo phảng phất như không đem thạch hạo ăn hết thì nó liền tuyệt đối không chịu từ bỏ thế là trò chơi đuổi đuổi trốn trốn vẫn còn tiếp tục lại là hai ngày đi qua thạch hạo vọt vào một mảnh khu vực nê trạch màu đen khi tiểu hồng điều đuổi lại gần lại là im bặt mà dừng từ cao tốc tuyệt đối biến thành đứng im. Nó nhìn Thạch Hạo, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Sau đó, nó quay đầu liền đi, hai cánh chấn động, lấy tốc độ nhanh bay khỏi, không có một tia lưu luyến. Thạch Hạo cũng lập tức dừng lại, đây là có chuyện gì? Tiểu Hồng Điều đột nhiên không muốn ăn hắn rồi, hiển nhiên là chuyện không thể nào, mà là khu vực này khiến nó bị dọa sợ. Nhưng, thứ gì có thể hù sợ một đầu hung thú cấp bậc ngọc tiên bát cửu tinh đâu? Thạch hạo nhìn chung quanh một chút, hắn không có phát hiện bất kỳ dị dạng nào, mà tiểu tinh vũ mở ra cũng không có phản hồi bất kỳ nguy hiểm gì với hắn. Nơi đây không nên ở lâu, thạch hạo ở trong lòng nói ra, ngay cả tiểu hồng điều cường đại như vậy đều là trực tiếp lui đi, hắn khẳng định càng thêm không kịp. Chậm rãi, hắn hướng lui lại, âm âm, đúng lúc này, mặt đất phát ra tiếng vang to lớn, mà mặt đất cũng đang chấn động, sau đó trồi lên, núi đến mặt đất phía dưới thạch hạo cũng cùng một chỗ bị hất tung lên. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo vội vàng bay lên, sau khi lên trên không hơn trăm dặm, hắn mới dừng lại, hướng về phía mặt đất nhìn lại. Lúc này, một đầu quái vật khổng lồ lập tức xông vào tầm mắt. Rất khó hình dung cuối cùng là cái quái vật gì, dáng dấp phi thường kỳ quái, nhục thân rất mềm nhũn như là bạch tuộc, toàn thân mọc đầy xúc giác thật dài, mà trên chủ thân càng là mọc đầy con mắt, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy buồn nôn. Cự thú tiền sử, Tử Kim thử kêu một tiếng, đi mau đi mau gia hỏa này thế nhưng là có được thực lực chuẩn tiên vương. Khó trách tiểu hồng điều cố chấp như vậy đều là quả quyết từ bỏ, nguyên lai like nơi này có một đầu sinh vật đẳng cấp chuẩn tiên vương. Người có là bát tinh cửu tinh, gặp được chuẩn tiên vương vẫn một dạng nghỉ cơm. Mang lên hai chữ tiên vương, dù còn là chuẩn tiên vương, đó đều đã không phải ngọc tiên có thể chống lại. Thật giống như chuẩn tiên tôn nghiền ép hết thảy tiên vương vậy, đây là một loại tranh lệch về chất. Thạch hạo không nói hai lời, phát động thuấn di, hưu hưu hưu, tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức kinh người. Xoát, một cái xúc tu bỗng nhiên hướng hắn đập tới, tốc độ càng nhanh. Chuẩn tiên vương xuất thủ, hiển nhiên, con cửa thú tiền sử này cũng không có đem thạch hạo để ở trong lòng, cho nên chỉ là vung ra một cây xúc tu, cho rằng cái này đủ để cầm xuống thạch hạo. Đúng thế, chuẩn tiên vương xuất thủ, chẳng lẽ một kích còn không giải quyết được kim nguyên tiên? Cái này quá nhanh, nhanh đến mức thạch hạo ngay cả thuấn di đều là không kịp phát động nhưng phản ứng của Thạch Hạo cũng là siêu nhanh, cửu liên phong thiên thuật triển khai, trên người hắn lập tức tách ra từng đóa từng đóa hoa sen, đồng thời lại vận chuyển thuấn di. Bành, xúc tu đã là chụp tới, chín đóa hoa sen ngay đầu tiên đã vỡ nát toàn bộ, nhưng môn tiên vương thuật này rốt cuộc cũng tranh thủ cho Thạch Hạo một đường thời gian, hưu, Thạch Hạo cuối cùng là thành công thuấn di. Oanh, xúc tu dương qua, lại là đập vào khoảng không. Thạch Hạo xuất hiện tại chỗ cực xa, oa một tiếng, hắn bạo nôn máu tươi, trong huyết dịch còn hỗn tạp nội tạng. Dù hắn đã vận chuyển cửu liên phong thiên thuật, dù thể phách của hắn đã cứng rắn như hoàng kim tiên kim, nhưng bị chuẩn tiên vương nhẹ nhẹ vỗ như vậy, nội tạng của hắn liền nát. Mà cái này vẫn là khi hắn kịp thời triển khai thuấn di, nếu bị xúc tu này hoàn toàn vỗ chúng mà nói, vậy thạch hạo khẳng định là bị ép thành cặn bã. Đây chính là chuẩn tiên vương, mang lên hai chữ tiên vương, thật sự là đáng sợ đến giận sôi. Phun ra một ngụm máu tươi, thạch hạo không chút do so dự, tiếp tục triển khai thuấn di, hưu hưu hưu, hắn đi xa vô tung. Còn cửa thú tiền sử kia dùng lít nha lít nhít con mắt quét qua hắn một chút, lại cũng không có truy kích. Tại trước mặt tồn tại cường đại như vậy, Kim Nguyên Tiên thật sự là không đáng để nó ra tay lần thứ hai. Nơi xa, Thạch Hạo sau khi xác định an toàn, lập tức tiến vào tiên cư. Phốc, hắn tiếp tục cuồng thổ máu tươi, một kích vừa rồi kia với so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đều là lao đến, đem Thạch Hạo đỡ lấy. Không có việc gì, Thạch Hạo cưỡng ép ổn định thân hình, hướng về phía hai nữ lộ ra mỉm cười. Cái này còn không có việc gì, người một mực thổ huyết. Tô mạn mạn nói ra, đau lòng đến độ muốn chảy ra nước mắt. Thạch Hạo lại cười cười, chỉ cần có một hơi tại, ta liền không chết được. Cửu tử thiên công, chính là nghiêu xoa như vậy. Hắn vận chuyển hồi xuân thuật, đây cũng là một môn tiên vương pháp, lấy thân là một gốc cỏ non yếu mềm cuối cùng tu thành tiên vương thành tựu của thanh diệp tiên vương thậm chí có thể so sánh với tiên tôn, môn hồi xuân thuật này tại phương diện chữa thương hoàn toàn so sánh được với tiên tôn Pháp. Rất nhanh, thạch hạo liền ổn định thương thế, còn tốt, con cự thú tiền sử kia thực sự không có đem thạch hạo để vào mắt, một kích này chỉ có lực lượng, không dùng tiên tắc, bằng không mà nói, đạo tắc của cấp bậc chuẩn tiên vương đâm vào trong người, thạch hạo muốn khôi phục liền khó khăn. Mười ngày sau, thạch hạo cuối cùng là khỏi hẳn, cấm địa thật đúng là nguy hiểm, thạch hạo thở phào một cái. Mới tiến vào bao nhiêu ngày, hắn trước bị tiểu hồng điều cấp ngọc tiên bát cửu tinh truy sát, sau đó lại bị chuẩn tiên vương đánh một cái, nếu không phải hắn tu ra tiểu tinh vũ, lại tập được các loại bí pháp như cửu liên phong thiên thuật, cửu tử thiên công, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ở chỗ này, vận khí là trọng yếu nhất, nhưng thực lực cũng không thể bỏ qua. Chỉ ít, nếu như hắn là tiên tôn mà nói, vậy một đường đều có thể nghiền ép mà lên, cái nào cần tránh tránh trốn trốn một chút. Thạch hạo ra khỏi tiên cư, cùng tử kim thử tiếp tục đi đường, nơi này quá nguy hiểm, ông nam tình cùng tô mạn mạn vẫn là lưu tại trong tiên cư tương đối tốt trên thực tế, tử kim thử cũng muốn tiến vào đi, chỉ là thạch hạo không có để nó đạt được mà thôi. Lại là mấy ngày sau, thạch hạo rốt cục trở lại quỹ đạo, tiến vào khu có chê địa đồ. a à, hắn kinh ngạc phát hiện, phía trước lại có vết tích đánh nhau qua. Đây là do hung thú nơi đây phát sinh chiến đấu sao? Thạch hạo càng thêm cẩn thận, trước đó đã gặp qua hai đầu sinh linh mạnh mẽ, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Bành, đi chưa được mấy bước, liền thấy một đạo bóng đen to lớn bay tới, nặng nề mà đập vào trên mặt đất trước mặt hắn, sau đó, một bóng người cũng là từ trong đó vọt ra. Hoàng Thiên Thanh, lại là y, thật là đúng dịp, chương 1399, cách biệt một trời. Sự thật chứng minh, cấm địa cũng không phải hoàn toàn là có tồn tại cường đại. Tỷ như cái bóng đen bị Hoàng Thiên Thanh đánh ra kia, cũng chỉ là một đầu hung thú cấp bậc kim nguyên tiên, tướng mạo hình thù kỳ quái, Thạch Hạo chưa từng có từng nghe nói. Nó đã bị Hoàng Thiên Thanh giết chết, phơi thây tại đất, thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ. Hoàng Thiên Thanh cũng là kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, lấy cấm địa to lớn, vết chân hiếm có, bọn hắn thế mà lại hai lần gặp nhau, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một lần là trùng hợp, hai lần mà nói, vậy tuyệt không có khả năng. Trong tay người có một tấm bản đồ A, Hoàng Thiên Thanh dẫn đầu hỏi, quả là thế, nếu như trong tay Hoàng Thiên Thanh không có địa đồ giống vậy, lại thế nào có khả năng hai lần cùng y gặp nhau đâu thạch hạo mỉm cười cũng vậy ánh mắt hoàng thiên thanh bình tĩnh cũng không có vì vậy mà phát lên sát cơ trên thực tế y mặc dù đạt được địa đồ nhưng cũng chỉ là biết đây có khả năng là quan hệ với một cái bảo tàng nhưng cũng không biết đến tột cùng là chân quý đến cỡ nào vô ngã tiên tôn cực có khả năng chết tại trên đường vấn đề này trước mắt liền chỉ có một mình thạch hạo biết tái chiến một lần hoàng thiên thanh nói ra ngày đó sau khi không địch lại thạch hạo y liền liều mạng khổ tu, mặc dù tu vi không có cái gì tăng lên, nhưng chiến lược lại là đạt được ma luyện tiến một bước. Bởi vậy, y tràn đầy tự tin, có thể cùng Thạch Hạo tái chiến một lần. Thạch Hạo nhếch miệng, vẫn là không được, hắn đã đột phá cực hạn, chiến lược thẳng bão tố hai sao, đây là Hoàng Thiên Thanh có thể đuổi được sao? Cho nên, Hoàng Thiên Thanh đã xa không phải là đối thủ của hắn, tái chiến cũng không có ý nghĩa. Hoàng Thiên Thanh lại không biết, thấy Thạch Hạo là một bộ dáng hời hợt, không khỏi hiện lên tức giận. Ta đem ngươi trở thành kình địch, đây là tôn trọng lớn nhất đối với ngươi, ngươi thế mà không nhìn ta. Ngươi, quá, y nghiêm nghị nói, thạch hạo giang tay ra, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận sao. Ngươi không dám sao, Hoàng Thiên Thanh quát lớn, thạch hạo thở dài, vốn định lưu cho ngươi mấy phần mặt mũi, nhưng ngươi nhất định phải chính mình đụng lên để bị đánh. Tốt à, thành toàn ngươi, được rồi, ta liền cố mà làm, cùng ngươi so chiêu một chút đi. Hoàng Thiên Thanh không khỏi biến sắc, ngươi đây là ý gì? xem thường ta sao, lần trước, ta xác thực không địch lại ngươi, nhưng, tranh lệch mới bao nhiêu. Hơn nữa, ta cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, chủ yếu là do tranh lệch giữa thể phách cùng tiên khí, cũng không phải là lạc hậu hơn ngươi tại về mặt chiến lực. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì mà phách lối như vậy? Thạch hạo, ta nguyên bản rất kính trọng ngươi, nhưng, ngươi lại phá hư hảo cảm của ta. Hoàng thiên thanh lạnh lẽo nói ra, thạch hạo bĩu môi, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Làm càn. Hoàng Thiên Thanh đề cao âm lượng, da mặt đều tại có chút run. Ngươi quá quá phận hưu thân hình y thoát ra, một trường hướng về phía Thạch Hạo vỗ tới. Thạch Hạo lắc đầu, sau đó vung ra ngoài một quyền. Bành, lực lượng cao tới thập bát tinh bộc phát, cái này quá kinh khủng, chỉ thấy Hoàng Thiên Thanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể tung bay a à tung bay, phảng phất như một lá tơ liễu yếu đuối vô lực. Sau đó y nặng nề mà rơi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy mờ mịt làm sao có thể tại về mặt chiến lược y rõ ràng không yếu hơn so với thạch hạo nhưng vì cái gì lại bị một quyền đánh bay hoàn toàn không phải là đối thủ đâu cứ một hai tháng như vậy ngươi vì cái gì có thể trở nên mạnh như thế thạch hạo vận dụng tiên khí khẳng định không có a bởi vì y cũng không phải chưa từng gặp qua đó là một cây gậy giống như y ngươi ngươi làm sao có thể mạnh như thế hoàng thiên thanh hỏi tất cả đều là không thể tin được thạch hạo mỉm cười bởi vì ta đột phá cực hạn a Phốc, Hoàng Thiên Thanh lập tức phun ra, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi đột phá cực hạn, đó chính là nói, thời điểm đánh với ta trước đó, ngươi còn là cửu tinh đi. Nhưng con mẹ nó, Kim Nguyên Tiên cửu tinh thế mà có được chiến lược thập lục tinh. Làm sao có thể, như thế nào tin tưởng, thế nhưng là, trừ cái đó ra, thì như thế nào giải thích chiến lược của đối phương tại trong thời gian hơn một tháng lại liên tục bước qua hai cái bậc thang đâu. Hoàng Thiên Thanh dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, y hít một hơi thật sâu, đem chấn kinh ép xuống. Người thiên phú này, cử thế vô song, thậm chí từ xưa đến nay đều là hiếm thấy. Y nghiêm nghị gật đầu, ta không bằng ngươi, thiên tài đều là tự ngạo, muốn để bọn hắn thừa nhận không bằng người khác, cái này so với thành tựu tiên vương còn khó hơn. Thế nhưng, quang mang của Thạch Hạo thực sự quá trói mắt, để Hoàng Thiên Thanh cũng không thể không thừa nhận, tranh lệch rõ ràng giữa hai người, một chút liền có thể nhìn ra được. Thạch Hạo mỉm cười, quá khen. Lời nói này của Hoàng Thiên Thanh nếu là bị người ngoài nghe được, tất sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì y bất quá cũng chỉ là Kim Nguyên Tiên, như thế nào có tư cách làm ra dạng lời bình này. Người biết thế giới lớn bao nhiêu sao, còn cử thế vô song, cổ Kim hiếm thấy, nói không chừng chờ chút lại bốc lên một người càng thêm yêu nghiệt đi ra. Nhưng, thân là con của Tiên Vương, càng là tu đến chiến lược thập lục tinh, y ở trong truyền nhân Tiên Vương cũng có thể trổ hết tài năng, nằm ở vị trí chiến đấu mạnh nhất kia, bản thân y liền đại biểu cho tuyệt đỉnh thiên tài cho nên y thực sự có tư cách làm ra dạng lời bình này hoàng thiên thanh nghĩ nghĩ nói nếu ngươi cũng muốn đi đường này vậy ta liền từ bỏ quả quyết không gì sánh được bởi vì một khi y cùng thạch hạo sinh ra xung đột vậy căn bản cũng chỉ có phần bị nghiền ép không có một tia phần thắng càng khủng bố hơn chính là thạch hạo vừa mới đột phá cực hạn nghĩa là vẫn có chỗ tăng lên cho nên trừ phi hoàng thiên thanh đột phá ngọc tiên bằng không mà nói y sao tranh được cùng thạch hạo đương nhiên hoàng thiên thanh cũng có thể cực vận khí một chút bởi vì ở chỗ này thực lực mạnh cũng vô dụng cực có khả năng vẫn lạc y đại khái có thể chờ nhìn thạch hạo có thể chết trên đường hay không thế nhưng là đối với dạng thiên tài kiêu ngạo như y mà nói há lại làm như vậy cho nên y dứt khoát từ bỏ y nói đi là đi tuyệt không dây dưa dài dòng thạch hạo âm thầm gật đầu người này có tiền đồ a tương lai tiên vương đều có thể Trước đó đều chỉ nghe tên của bọn người Cố Trình, Hồng Thiên, còn Hoàng Thiên Thanh căn bản nghe cũng không có nghe nói qua, có thể buông tay đánh cược một lần mà nói, Hoàng Thiên Thanh hoàn toàn có thể nghiền ép những cái gọi là vương giả tuổi trẻ này. Như vậy xem ra, khả năng còn có truyền nhân Tiên Vương lựa chọn không có tiếng tăm gì, nhưng lại vô cùng cường đại. Vì cái gì không có nhìn thấy bọn họ ở trong đại hoang cảnh? Loại giống như Hoàng Thiên Thanh này, khả năng thành tựu Tiên Vương ít nhất là một nửa, cho nên y cần cơ duyên trong đại hoang cảnh sao? hoàn toàn không cần thạch hảo hít vào một hơi truyền nhân tiên vương mạnh nhất đã là đem chiến lực cực hạn tiến lên đến thập lục tinh như vậy truyền nhân tiên tôn đâu truyền nhân tiên tôn mạnh nhất đâu thập bát tinh thập cửu tinh thậm chí nhị thập tinh hắn đột nhiên tràn đầy chờ mong nguyên bản hắn chỉ cần vừa đột phá cực hạn liền có thể quét ngang cùng giai lại khó có đối thủ nhưng bây giờ mà nói có lẽ hắn tu đến thập nhị tinh thì vẫn còn có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn truyền nhân tiên tôn sao tới đi ta khao khát một trận chiến, khiêu chiến vị trí kim nguyên tiên mạnh nhất của ta. Thạch hạo cười ha ha, sau đó nhanh chân mà đi. Con đường phía trước mặc dù gập ghềnh, nhưng hắn không sợ, tràn đầy lòng tin.